Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 năm 2019 thì vẫn như thường lệ các bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ view lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài các cái góc nhìn khách quan nhất về nhận định cái xu thế của thị trường trong tuần tới, tức là tuần thứ 3 của tháng 7. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái cổ phiếu mạnh, một số các cổ phiếu mà chúng ta đã khuyến nghị ở trên Zoom chat Zalo, cũng như các cái mã cổ phiếu mà xuyên suốt trong các cái tuần phân tích thì Hùng Lê luôn luôn đề cập đến với quý anh chị nhà đầu tư. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường chung thì Hùng có một vài chia sẻ như thế này. Trong tuần thì Hùng Lê cũng rất là vui khi nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp của các anh chị gửi về cho Hùng Lê. Thì bản thân Hùng Lê cũng như vậy, mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần thì thường là sẽ dành một cái quãng thời gian nhất định để nhìn nhận đánh giá thị trường và cũng như ra những cái bản tin để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được một cái góc nhìn khách quan hơn, đối với thị trường. Và bản thân các anh chị nhà đầu tư thì Hùng Lê cũng rất là cảm ơn các anh chị, bởi vì các anh chị cũng giống Hùng Lê, tức là buổi tối thứ sáu hàng tuần thì các anh chị lại chờ đợi một cái bản tin hay là chờ đợi một cái dòng phân tích một cái mã cổ phiếu nào đó, nó cũng giống như là ngày xưa. Cái câu chuyện này thì nó cũng gợi lại một câu chuyện là lúc cách đây cũng khá là lâu, khi đó thì những cái thiết bị âm thanh của chúng ta nó chưa có, và lúc đó nó chỉ có cái đài radio. Thì bản thân khi đó thì Hùng Lê cũng đang rất là bé, và Hùng Lê cũng chờ đợi vào mỗi buổi tối ngày thứ bảy để nghe cái câu chuyện sân khấu truyền thanh hay là cái câu chuyện cảnh giác. Thì đấy là một cái mà nó cũng gần gần giống với lại trong một cái quãng tuổi thơ của mình. Thì cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ ở đây đấy là các bạn, các anh chị nhà đầu tư, chúng ta cũng không phân trần cái việc là đúng hay là sai. Và một cái điều mà Hùng muốn chia sẻ đây là trong giai đoạn vừa qua thì cũng rất nhiều những anh chị em cũng biết Hùng Lê qua kênh YouTube, và sau đó thì xem các cái bản tin của Hùng Lê, và sau đó thì có những cái quan điểm, có những cái góc nhìn rất là ok, và đã về cùng đồng hành với Hùng Lê trong suốt cái chặng đường vừa qua. Và Hùng Lê có một cái cảm giác là có rất nhiều những anh chị nhà đầu tư gần như là thuộc lòng những cái bài phân tích của Hùng Lê. Tại sao Hùng Lê lại nói như vậy? Bởi vì rõ ràng một điều là ngoài những cái khuyến nghị trên room của Hùng Lê thì những cái phân tích ở trên những cái bản video hàng tuần nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì trên những cái bản phân tích hàng tuần thì gần như Hùng Lê cũng phân tích khá là chi tiết các cái dòng cổ phiếu tốt nhất dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Và cái việc là những cái kiến thức mà Hùng Lê chia sẻ ở đây thì đấy là những cái kiến thức mà trực chiến, tức là đấy là những cái kiến thức mà nó hàng ngày ở trên thị trường, chứ nó không mang bất kỳ một cái tính sách vở nào cả. Và đấy là những cái kiến thức mà chúng ta va chạm hàng ngày khi mà chúng ta trending ở trên thị trường. Hùng Lê cũng lưu ý với các anh chị em đấy là tất cả những cái bản tin của Hùng Lê thì nó xuyên suốt từ tuần này qua tuần khác, và nó giống như một cái nguồn nước. Vậy thì các anh chị khi theo dõi các cái bản tin của Hùng Lê thì các anh chị cũng lưu ý những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích thì các anh chị có thể nốt lại. Và một cái điều cũng rất là tuyệt vời đấy là khi mà Hùng Lê, các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì cũng có rất nhiều những anh chị có một cái nền tảng kiến thức rất là tốt. Các anh chị hoàn toàn chủ động trong những cái giao dịch của mình. Và khi có những cái gợi ý của Hùng Lê, xong đó thì các anh chị đã nốt lại và xong đó các anh chị đã phân tích những cái mà Hùng Lê đưa ra đó. Và để chứng minh cho cái việc đó thì Hùng Lê có một nhà đầu tư, một chị ở Sài Gòn, thì chị cũng vừa mới về với cả team của Hùng Lê. Thì Hùng Lê để ý thấy rằng là tất cả những cái phân tích của Hùng Lê thì được chị nốt rất là kỹ đó. Ví dụ như là có một bạn có hỏi ở trên room là target của BVH đó, thì chị nhớ ngay luôn là Hùng Lê có phân tích
là target của BVH ở trong cái nhịp này, dự kiến là lên vùng 85 đó, ví dụ như vậy. Và ví dụ như là trong cái quá trình mà chị đầu tư thì có một điều rất là tuyệt vời, đấy là ví dụ chị có nắm giữ mã cổ phiếu GAT, thì Hùng cũng chia sẻ cái câu chuyện của chị lên đây để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, ngoài cái việc cái ý thức là chúng ta tham gia các cái team đội nhóm, thì chúng ta cần phải có một 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 cái một 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 cái nền tảng kiến thức mà chúng ta cần phải tích lũy nó, để làm sao mà khi mà chúng ta để làm sao mà khi mà chúng ta trending ở trên thị trường thì chúng ta có được một cái góc nhìn chủ động nhất đó. Ví dụ chị đang nắm giữ ở cổ phiếu PVGAP là 1.500 cổ phiếu, thì ngay lập tức của ngày hôm qua, tức là ngày thứ 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 năm đúng không ạ, thì chị nhận thấy là GAP đã chạm 107 rồi, thì có chốt không đó, tức là luôn luôn ở trong một cái thế chủ động, tức là nhớ được những cái phân tích của Hùng Lê đó, ví dụ mã cổ phiếu về GAP đúng không ạ, đây mã cổ phiếu GAP. Nếu như những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê đó, thì Hùng Lê đã có phân tích mã cổ phiếu GAP ở trong cái nhịp hồi này thì có thể chạm về được đến vùng giá 107, và ngay lập tức khi chạm về 107 thì chị có ngay một cái ý thức, chạm về 107 rồi thì chúng ta phải làm gì, chúng ta phải chốt. Và một cái hình ảnh Hùng chụp ở đây thì các anh chị cũng có thể thấy là ngày hôm qua là chị đã bán, tức là chị có 1.500 cổ phiếu PVCAT, thì ngày hôm qua tức là ngày thứ thứ năm đã bán 1.000 cổ phiếu ở vùng giá 107 và giữ lại 500 cổ phiếu. Tại sao lại giữ lại 500 cổ phiếu? Khi chúng ta giữ lại 500 cổ phiếu thì chúng ta sẽ một là để đến phiên thứ sáu, tức là phiên ngày hôm nay, nếu như PVGAT tiếp tục vượt cái vùng giá 107 và có thể PVGAT sẽ chạm lên vùng 110. Đây, có thể PVGAT sẽ chạm lên vùng 110 chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt cái 500 còn lại ở những cái mức giá cao hơn. Nhưng ngược lại, nếu ngày hôm nay PVGAT không vượt được qua vùng giá 107 thì có thể 500 cổ phiếu đó chúng ta sẽ chốt chốt hết. Và đúng là ngày hôm nay thì Hùng cũng không có khuyến nghị chị chốt, nhưng mà ngày hôm nay chị đã bán, đây ngày T1 đó là ngày hôm nay đã bán luôn, tức là đã bán luôn cái cổ phiếu 500 đó đi, bởi vì là chị đã nhận thấy rằng là ngày hôm nay thì cổ phiếu PVGAT lại lại không không vượt qua được vùng giá 107 và nó lại lình xình ở đây, thì có thể là chị sẽ quyết định bán đi đó. Vậy thì cái phương pháp quản trị điểm mua nó cũng rất là quan trọng, và cái phương pháp chốt lời cũng rất là quan trọng. Khi các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì được cái gì, được cái thứ nhất đấy là các anh chị được tham gia một cái nhóm hỗ trợ chuyên sâu, một cái nhóm hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê dành cho những anh chị đã mở tài khoản và về coi như về đồng hành cùng với Hùng Lê. Thì trong cái quá trình mà các anh chị trading đúng không ạ, thì các anh chị sẽ có được một cái góc nhìn tốt nhất về cổ phiếu, còn cái quyết định mua bán đúng không ạ, các cái quyết định mua bán thì rõ ràng là do các anh chị rồi, chứ Hùng Lê không có thể quyết định thay được. Và cái chính là khi chúng ta kết hợp với nhau, lúc chúng ta xây dựng một cộng đồng đầu tư ngày càng vững mạnh lên, thì bản thân Hùng Lê cũng cảm thấy rất là vui khi mà Hùng Lê có được những cái đóng góp để giúp cho cả nhà có được một cái quá trình đầu tư tốt hơn. Và bản thân các anh chị, khi các anh chị về đồng hành, các anh chị là những người thành công, thì bản thân Hùng Lê cũng rất là vui, bởi vì mình đã xây dựng được một cái cộng đồng nhà đầu tư là những người mà đứng vào giữ được vốn và giữ được tiền ở trên thị trường chứng khoán, ít nhất là phải giữ được vốn và giữ được tiền đã, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái bước đầu tư thành công. Thì đấy là một cái câu chuyện mà Hùng chia sẻ ngoài lề một tí, nhưng mà qua cái câu chuyện này thì Hùng cũng muốn nhắn gửi với tất cả những anh chị em đang tham gia trên thị trường chứng khoán, chúng ta có tiền rồi nhưng không phải có tiền là đủ, có tiền rồi chúng ta cho tiền vào tài khoản rồi, và chúng ta cần phải có một quá trình học tập một cách nghiêm túc, hoặc học tập một cách nghiêm túc và trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản nhất và tối ưu nhất trên cơ sở là có những cái gợi ý của Hùng Lê. Thì bản thân Hùng Lê cũng xuyên suốt, nếu những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng có nói rằng là Hùng Lê là một nhà đầu tư trên thị trường, và một nhà đầu tư thì đương nhiên có những cái nhận định đúng, có những cái nhận định sai. Cái việc đúng và sai thì Hùng đã chia sẻ rồi, tức là khi chúng ta đúng thì chúng ta sẽ làm gì, và khi chúng ta sai thì chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta không có phân trần cái câu chuyện đúng sai ở trên thị trường, bởi vì theo quan điểm của Hùng Lê,
cái việc đúng và việc sai trên thị trường thì nó diễn ra khá là thường xuyên và khá là liên tục. Ok, thì cái việc thứ nhất là Hùng muốn chia sẻ như vậy, tức là ngoài việc chúng ta có tiền rồi thì chúng ta cần phải đầu tư thêm cho mình những cái trang bị, những cái kiến thức, và những cái kiến thức đó thì không ai có thể giúp anh chị cả. Chúng ta tự học và chúng ta tự quá trình chúng ta đầu tư ở trên thị trường thì chúng ta sẽ tự rút ra cho mình được những cái kinh nghiệm, và cái những cái kinh nghiệm đó thì nó sẽ đi cùng với quý anh chị trong một cái quãng đường mà chúng ta tham gia đầu tư. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn lại, view lại thị trường trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng một điều là hiện tại thì Hùng sẽ nhìn phái sinh trước. Thì trong phiên ngày hôm nay thì hiện tại là Hùng chưa thấy admin tổng kết chốt ngày 12 tháng 7, bởi vì là khả năng là admin đang lọc room. Và hiện tại là Hùng đã có kết quả của hợp đồng tương lai VN30 của tháng 7, và từ ngày mùng 1 đến ngày 11, tức là chốt hết ngày 11, thì hiện tại là tổng cái lệnh trong tháng 7, là hiện tại là đang thắng 55,3 điểm, chưa tính đến ngày hôm nay, tức là cái này là bảng tổng kết phái sinh đến ngày 11 tháng 7. Đó thì như vậy là một trong 10 ngày, tức là 1/3 tháng, tức là 2 tuần đầu tiên. 2 tuần đầu tiên thì điểm thắng của hợp đồng của tháng 7 đã đạt được 55,3 điểm, thì Hùng cho rằng đây là một cái kết quả khá là tốt và khá là ok. Thì ở đây trong team của Hùng Lê thì có một zoom nhận lệnh phái sinh. Zoom nhận lệnh phái sinh để các anh chị có thể training phái sinh, và cái zoom nhận lệnh này thì Hùng vẫn có một cái góc nhìn, đó là những cái góc nhìn rất là khách quan và tham khảo. Đấy là những cái phân tích của trong team Hùng Lê, còn những cái quyết định đầu tư của các anh chị thì chúng ta trên cơ sở là khi chúng ta nhận được những cái lệnh long hoặc là lệnh short thì chúng ta có những cái phân tích của chính mình nữa, và để chúng ta đưa ra một quyết định chúng ta vào lệnh. Song song với việc đó thì Hùng Lê có một cái nhóm về hỗ trợ chứng khoán cơ sở, thì các anh chị cũng đã quá là quen thuộc rồi. Thì ở trên này thì Hùng thường xuyên đánh giá view thị trường, và cũng như là có những cái phân tích, có những cái mã cổ phiếu mà có những cái tín hiệu đẹp thì Hùng sẽ up lên đây để cho cả nhà có được những cái góc nhìn tốt nhất, khách quan nhất. Còn thị trường VN Index trong tuần vừa qua thì trong bản tin số 62, tức là bản tin thứ hai của tuần tháng bản tin tuần thứ hai của tháng 7, thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng là những cái nội tại của thị trường đang khá là tốt, và thị trường của chúng ta có thể tiệm cận vùng 985 điểm đến vùng 1.000 điểm. Thì trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta đã tiệm cận vùng 980 điểm, tức là trên vùng 980 điểm một tí. Ở đây VN Index của chúng ta đã cao nhất là đã lên được khoảng tầm 981.5, nhưng Hùng cứ để là 980, tức là chưa vươn lên được vùng 985, nhưng mà thị trường cũng đã có những cái dấu ấn, đã có những cái dấu ấn để có thể là tiệm cận lên được những cái vùng kháng cự cao hơn. Còn đối với chỉ số HNX Index thì cũng đang đi vào cái vùng kháng cự, tức là vùng tích lũy dài của chỉ số này, tức là vùng 106 đến vùng 108.5. Và nhìn chung thì một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích thì đã đạt về đến cái target thiết kế, thậm chí là có những cổ phiếu đã vượt target thiết kế. Thì bây giờ chúng ta sẽ view lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Đầu tiên là mã Vinhome VHM. Thì trong những cái phân tích của Vinhome, các anh chị theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê từ vùng 76.5, thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang có một cái nhận định khả năng Vinhome sẽ đánh về vùng 90. Và trước khi đánh về vùng 90 thì ở trong cái bản tin tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến đây, tức là khả năng Vinhome sẽ chỉnh và tích lũy nhẹ lại ở quanh vùng khoảng 82. Đấy thì các anh chị cũng có thể thấy là phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà Vinhome cũng đã có những cái tín hiệu tích lũy khá là đẹp. Đó, những cái tín hiệu tích lũy khá là đẹp, và thì Hùng cũng có nhận định là có thể là Vinhome sẽ từ vùng 82 này và sang tuần tới thì Vinhome lại có một cái nhịp tăng để về đúng cái vùng mà target mà Hùng Lê phân tích.
Ở đây thì cái nhịp thứ nhất Hùng có dự định là từ vùng 76.5 và Vinhome sẽ đánh về vùng 83 thì đã hoàn thành, và thậm chí là đánh vượt lên vùng 85, và sau đó thì có một nhịp chỉnh. Và trong cái nhịp chỉnh này, sau cái nhịp chỉnh này thì Hùng dự đoán là Vinhome khả năng là sẽ đánh về vùng 90, thì Vinhome đang khá là tốt và khá là ok. Đối với mã cổ phiếu VIX, VIX thì trong cái giai đoạn dài này thì Hùng đã không có khuyến nghị các anh chị đầu tư, mà VIX thì chúng ta phân tích để chúng ta nhìn nhận ở một cái góc độ, một cái xu thế. Thì ngày hôm nay thì có thể là trong tuần thì VIX có thể chạm về vùng 115, với một cái thanh khoản thấp như thế này thì Hùng cũng không đánh giá rằng VIX có những cái động lực tăng giá tốt. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng không có tham gia mã cổ phiếu này, và VIX thì vẫn đang mang một cái trạng thái để mà giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Đối với cổ phiếu VRE, đối với cổ phiếu VRE thì trong các bản phân tích thì Hùng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ của VRE khả năng là vùng 34, vùng hỗ trợ ngắn hạn, và vùng hỗ trợ sâu hơn của VRE đấy là khoảng vùng giá 32. Tuy nhiên trong nhịp vừa rồi thì VRE không về đến vùng giá 32 mà về đến vùng 34, và sau đó thì đã có một phiên, đấy là phiên của ngày mùng 2 tháng 7 thì đã xác nhận những cái tín hiệu mà VRE tăng giá. Thì Hùng có đánh giá nhận xét rằng trong cái khả năng của trong cái nhịp này thì VRE sẽ đánh chạm lại về vùng 36.5. Thì trong tuần vừa qua thì VRE đã chạm vùng 36.5, và khi chạm vùng 36.5 thì hiện tại VRE lại đang có một phiên ngày hôm nay là phiên giảm. Phiên giảm ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, bởi vì là cái lượng cổ phiếu mà ra hàng cũng là tương đối. Mặc dù nó chưa lớn nhưng mà đây cũng là một cái dấu hiệu mà khi chạm về cái vùng đỉnh cũ, tức là vùng ở bên này, thì các cái tín hiệu kỹ thuật có thể nó sẽ bị chùn xuống. Và nếu đánh đúng về kỹ thuật để VRE có được một cái nhịp đi tiếp thì chúng ta lại xem ở ngưỡng 34.5. 34.5 đây là ngưỡng mà có thể sang tuần thì VRE sẽ test nhẹ về vùng 34.5 đến vùng 34.6, và tại cái vùng này chúng ta quan sát, nếu như vùng này cổ phiếu này tích lũy thì VRE lại có một nhịp đánh lên, thì nhịp đánh lên này thì mới là một cái nhịp mới có thể là một cái nhịp đi dài hơn của VRE ở trong cái nhịp sóng này. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng lên đó là vùng giá 34.5 và thậm chí là vùng 34.6 thì có thể là chỉnh 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 về quanh đây đó, và cũng không loại trừ những cái kịch bản cổ phiếu này mạnh thì có thể là cổ phiếu này chỉ chỉnh về khoảng vùng 35.9 đến 36, và sau đó thì có những phiên đánh break vượt vùng 36 thì chúng ta sẽ cần chờ những tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng VRE đang có một cái nhịp hồi, một cái lực tăng khá là tốt, khá là ok, nhưng mà khả năng là VRE cần 1 đến 2 phiên chỉnh lại để lấy đà để có thể đi theo một cái nhịp tăng tốt. Thì đối với VRE hiện tại Hùng cũng đang đánh giá khá là ok, khá là tích cực. Thêm một cổ phiếu nữa chúng ta cũng cần phải quan tâm đến giai đoạn hiện tại, đấy là Vinamilk. Vinamilk thì Vinamilk đang 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 có những phiên đánh đánh ở vùng nền, tức là vùng 123, vùng vùng nền 123 đến 124, và thậm chí là Vinamilk có thể chạm về vùng giá 120. Ở 120 đấy là những ngưỡng hỗ trợ ngắn của Vinamilk ở trong giai đoạn này. Ba phiên cuối tuần thì lực cầu vào Vinamilk khá là yếu ớt. Lực cầu vào Vinamilk khá là yếu ớt, chính vì vậy nên là cái động lực để Vinamilk có thể bứt phá đi lên thì chúng ta cần phải chờ thêm thời gian. Và khả năng thì Vinamilk vẫn đang tích lũy ở trong một cái vùng nền, từ khoảng vùng giá 123 đến khoảng vùng giá 124. Thì đối với Vinamilk thì hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy được cái động lực mà để giúp cổ phiếu này bứt phá. Khả năng thì cổ phiếu này vẫn đang nằm ở trong một cái nền tích lũy. BVH thì đối với BVH thì rõ ràng một điều là những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của ông Lê thì rõ ràng là BVH đã có một quá trình từ khi mà BVH đã có hình thành một cái nhịp ở đây là nhịp test đáy vùng 71.5, sau đó thì Hùng đã có những cái bản tin phân tích về những cái khả năng test lại của BVH ở khoảng vùng 75.5 đến vùng 76 ở trong cái nhịp giảm này, các anh chị có thể xem lại. Tất cả những bản tin của Hùng Lê thì đúng hay sai thì nó vẫn nằm ở trên kênh YouTube và nó không có cái câu chuyện chỉnh sửa, bởi vì Hùng Lê cũng chả chỉnh sửa làm cái gì cả, và Hùng Lê cũng không có quan trọng là đúng hay là sai, bởi vì cái quan điểm của Hùng Lê nó là như vậy.
Và quan điểm của Hùng Lê đó là mình biết cái gì, mình có cái gì thì mình chia sẻ ra cho cộng đồng nhà đầu tư. Còn cái góc độ cộng đồng nhà đầu tư đánh giá hay cộng đồng nhà đầu tư nhận xét như thế nào thì đấy là tùy các anh chị. Hùng Lê cũng không có phân trần câu chuyện đúng sai. Thì ngay từ những bản tin phân tích đầu tiên thì Hùng có đánh giá rằng BVH khả năng sẽ tiệm cận về vùng giá 85 ở trong target ở trong nhịp này. Thì hiện tại là BVH đã về đến vùng giá 85, đã về đến vùng giá 85 rồi, đã đạt được vùng giá 85, thậm chí là trên 85. Thì khả năng đối với kịch bản của cổ phiếu của BVH thì Hùng đang đánh giá là khi đã về đến vùng thiết kế, vùng target thiết kế thì khả năng cổ phiếu này sẽ chỉnh đi. Chỉnh để lấy đà thì đâu đó nó rơi về khoảng vùng giá sẽ rơi về khoảng vùng hỗ trợ ở đâu đây, khoảng vùng hỗ trợ ở đâu đây khá là đẹp của khoảng vùng độ 81.5, khoảng vùng giá 81.5, cứ chỉnh đi để lấy đà để công phá VN Index của chúng ta 1.000. Và nếu như tại vùng 81.5, các anh chị lưu ý tại vùng 81.5 này BVH tích lũy thành công thì như thế chúng ta lại sẽ tiếp tục có được những cái nhịp phân tích tiếp theo, target tiếp theo của BVH. Còn quan điểm hiện tại là những anh chị đã mua theo BVH theo khuyến nghị Hùng Lê thì chúng ta sẽ canh chốt luôn, chốt lời không bao giờ sai cả. Chúng ta có tiền và chúng ta có lãi thì chúng ta sẽ chốt. MSN, Mansan thì xuyên suốt các bản tin trong thời gian vừa qua thì cũng có đánh giá rằng Mansan ở giai đoạn hiện tại đang chạy khá là ẩm ương, đường đi khá là rích rắc, khá là khó chịu. Thì cái xu thế hiện tại thì chưa có những động lực tăng giá mạnh, và cái vùng hỗ trợ ở đây thì vùng 80, xem ra nếu cổ phiếu này đập về vùng 80 tích lũy 1-2 phiên thì có thể nếu có cái dòng tiền xuất hiện đây như những cái đoạn này thì chúng ta cũng có thể lướt lát được một tí, tức là chúng ta sẽ tham gia. Nhưng mà giai đoạn hiện tại thì đánh giá rằng Mansan đang khá là xấu, khá là yếu, chúng ta sẽ bỏ qua mã cổ phiếu này. Thêm một mã cổ phiếu nữa mà trong xuyên suốt những bản tin trong thời gian vừa qua, thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị đầu tư. Hùng đã khuyến nghị là mã cổ phiếu VDC là một mã cổ phiếu trụ rất là tốt ở trong cái giai đoạn hiện tại. Từ vùng nền Hùng phân tích ở đây là từ vùng nền 115 đến 117, và cái target thiết kế của Hùng Lê, target 1 ở trong giai đoạn này đó là về đến vùng giá 135. Thì trên góc độ hiện tại các anh chị có thể nhìn thấy rằng là khi mà cổ phiếu này đi thì cũng đi rất là chậm rãi thôi, không có gì mà vội vàng cả. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là đang có những phiên test lại ở đây khoảng vùng giá 130, mà thậm chí là có thể về vùng 128.5, có thể là về vùng 128 đi, Hùng cứ cho test thoải mái đi, test về vùng 128. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, nếu như tại vùng 128 này cổ phiếu tích lũy thành công thì cái target thiết kế của Hùng Lê 135 chắc chắn sẽ nằm ở trong tầm tay. Nhưng nếu tại một vùng 128 này cổ phiếu bị gãy thủng ở vùng 128 với vol khoảng tầm từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi thì các anh chị sẽ chốt. Tức là gì? Target của chúng ta đề ra ở một cái mức A, nhưng mà cổ phiếu chỉ đi về được đến một cái mức bé thua A và xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta phải chấp nhận rằng đấy, cái target của cổ phiếu nó chỉ về được đến như vậy. Chứ không, chúng ta không cố nhắc bạn bạn Hùng Lê bạn phân tích là 135 cơ, chúng ta phải về đến 135 ta mới bán, thì như thế nó là sai. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, target là một cái mức giá kỳ vọng ở trong tương lai, dựa trên những cái yếu tố nền tảng kỹ thuật, dựa trên những cái nội tại của doanh nghiệp và nội tại của cổ phiếu để Hùng Lê đưa ra được một cái target phân tích như vậy. Thì có những cổ phiếu về được đến nơi, có những cổ phiếu chỉ về được một nửa hoặc là chít gần chạm về được đến đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải hành động theo thị trường, hành động theo cổ phiếu chứ không phải là hành động theo những gì mà Hùng Lê phân tích. Và hiện tại thì đã chạm về được khoảng tầm vùng 131.5 và những cái yếu tố hiện tại của VDC Hùng đánh giá vẫn đang khá là tích cực. Các anh chị lưu ý giúp Hùng vùng 128. Ok. Chúng ta cùng đi phân tích các mã của dòng dầu khí. Thì dòng dầu khí thì trong tuần vừa qua thì một nhà đầu tư, một chị mà Hùng Lê đã chia sẻ ở đầu video, thì chị đã về đồng hành cùng Hùng Lê và còn đã có một cái nhịp đánh mã cổ phiếu GAT khá là ok, khá là đẹp và chốt thành công. Vùng giá hồi khi GAT hồi về đến vùng 107 thì chị đã chốt hết toàn bộ những cái danh mục đó để bảo toàn lợi nhuận.
Có thể sau khi chốt xong, các anh chị lưu ý có thể sau khi chốt xong cổ phiếu GAP này có thể lên đến vùng 110, đấy là câu chuyện bình thường, thì chúng ta sẽ tán lộc cho những người đến sau. Và khi chúng ta bán cổ phiếu GAP đi, chúng ta có vốn, chúng ta lại đầu tư những mã cổ phiếu khác tốt hơn. Đó, ví dụ ngày hôm nay chị mua được rất nhiều những mã cổ phiếu tốt, VIP, đúng không ạ? Cô Tech Công thì tí nữa Hùng sẽ phân tích, bởi vì Cô Tech Công là một cái mã mà Hùng đã khuyến nghị đầu tư và chị lãi luôn trong kê không. Đó, từ cái vùng giá Hùng lên khuyến nghị tối ngày hôm qua. Nhắc lại một tí, tức là tối ngày hôm qua là Hùng có nốt lại hai cái mã cổ phiếu lúc đấy là 23:42 tối ngày hôm qua, thì Hùng lên làm việc khá là muộn. Thì Hùng cũng đã có một cái dòng đây, nốt lại cả nhà nốt lại hai mã cổ phiếu. Cô Tích Công đang có những phiên đi rất đẹp, và VCS mã này đang có những phiên test, và Hùng đánh giá rằng là VCS sẽ có một cái đường đánh khá là dài. Đó, vậy thì ngay lập tức là đầu sáng luôn là chị đã mua luôn Cô Tích Công, và mua luôn Cô Tích Công thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đây, mã CTD hôm nay là tăng đâu đó hình như 2.000 hay 2.300 gì đó. Đó, ví dụ như vậy thì rất là tốt luôn đấy. Chị luôn luôn chủ động trong mọi cái phân tích của Hùng Lê đó, mặc dù là cùng một cái khuyến nghị của Hùng Lê ở trên Zoom. Hùng Lê chắc chắn là như vậy, cùng một cái khuyến nghị của Hùng Lê ở trên Zoom, nhưng sẽ có những nhà đầu tư mua được những cổ phiếu tốt, mua được giá tốt, nhưng có những nhà đầu tư chỉ có xem lướt qua và sau đó cho nó vào một cái gam giấy, hay cho nó vào một cái thùng nào đó và lãng quên nó đi. Đó, vậy thì chúng ta đầu tư thành công thì chúng ta cần phải có một cái sự hết sức là nghiêm túc. Đó, hết sức là nghiêm túc thì chúng ta mới thành công được, chứ không phải chúng ta cứ tham gia Zoom rồi xong đó là nhận những cái khuyến nghị ở trên đó rồi là đọc qua qua xong đấy rồi cho nó vào sọt rác. Như thế thì chúng ta sẽ mãi mãi cũng chỉ là một cái nhà đầu tư mà chúng ta không chủ động được, chúng ta không lớn lên được. Nó, chúng ta muốn lớn lên được thì chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức tốt nhất. Thì đối với GAT hiện tại, những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ GAT thì quan điểm Hùng Lê chúng ta nên chốt. Và cái việc mà GAT khi đã hồi về được đến vùng 107 thì quan điểm của Hùng Lê là GAT sẽ dội lại về nền. Bởi vì đối với GAT thì Hùng đang nhìn thấy một cái đường đi sóng dài của GAT cũng đang rất là đẹp, và cái vùng giá mà chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể cover lại mã cổ phiếu này thì đâu đó ở khoảng vùng giá 95, tức vùng giá chạm kênh dưới. Thì đây là những cái phân tích của Hùng Lê thôi, nó là tương lai, nó không thể biết được trước hay là sau cả, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng dám mường tượng có một cái đường đi như vậy thì nó sẽ khá là tốt và nó sẽ khá là ok hơn. PLX Hùng sẽ nói đến PLX nhiều hơn một tí. Trong các cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng trong dòng dầu khí, cái mã PLX là một trong những cái mã mà Hùng đang đánh giá rằng PLX đang đi theo những nhịp sóng dài. Và chính vì vậy nên là Hùng Lê liên tục phân tích, và những cái mã cổ phiếu mà nhấn mạnh cho các anh chị thì Hùng đã rất là nhấn mạnh rồi. Và trong những cái bản phân tích trước đây thì Hùng đánh giá rằng những cái nhịp chỉnh mà đây PLX chỉnh về vùng 61.5 và cái vùng 61.5 này không bị thủng, thì như thế thì cái cơ hội mà PLX đi lên, cái cơ hội mà PLX đi lên nó vẫn còn và nó sẽ còn dài. Ở phiên ngày hôm nay thì một cái phiên mà có một cái khối lượng giao dịch khá là lớn của PLX, Hùng không để ý là PLX có giao dịch thỏa thuận hay không thì Hùng cũng không rõ, hình như là khả năng có giao dịch thỏa thuận. Bởi vì hôm nay là 3.4 triệu thì nó khá là lớn, khả năng có giao dịch thỏa thuận. Và PLX thì đang hình thành một cái nền ở đây, một cái nền, và Hùng đang thấy những cái phiên test rất đẹp của PLX về vùng giá 64. Về vùng giá 64 rất là đẹp. Thì bản thân trong team Hùng Lê, một số các anh chị đã vào mã PLX rồi. Và trong cái nhịp đánh này của PLX thì Hùng đánh giá rằng PLX có khả năng sẽ tiệm cận về đến vùng giá 70. Và đây sẽ là một cái mã mà lít dòng dầu khí, Hùng đánh giá rằng khả năng là PLX sẽ là một cái mã để lít dòng dầu khí, cũng như lít thị trường để tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ của mã cổ phiếu ở trong cái nhịp đánh này. Ở trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang xem là PLX đang khá là tốt, khá là ok. Và khi về đến vùng giá 70 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xem cái động thái, và Hùng đang đánh giá rằng khả năng là PLX sẽ chạy theo những cái sóng dài và sẽ về ở những cái vùng target cao hơn. Tuy nhiên là để về được những cái vùng target cao hơn thì người ta bảo rồi, có thực thì mới vực được đạo, tức là phải qua được vùng 70 đã, phải chạm về được đến vùng 70 đã để chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu PLX. Đối với mã cổ phiếu PVS thì trong bản tin số 62 tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng Hùng có bẻ kịch bản của mã PVS ở trong cái nhịp này là PVS có thể hồi lại về được vùng giá 25.
có thể hồi hồi lại được vùng giá 25, từ cái vùng 23.5, 23 đến vùng 23.5. Khi mà cổ phiếu này đang có những cái phiên ở đây, đang có những phiên đánh ở đây, Hùng đánh giá rằng là cái yếu tố tạo lập của vùng 23 đến 23.5 đang khá là tốt, khá là ok, thì Hùng đã có bẻ kịch bản của cổ phiếu này đi về. Và rõ ràng nếu như những anh chị nào mà có thể tham gia, bởi vì đây là cái chỗ xanh xanh này là cây nến kết tuần đó, thì trong tuần thì đã có những phiên là cổ phiếu PVS dội về vùng 23 thì chúng ta có thể tham gia. Thì về cơ bản là đây là một cái nhịp hồi cuối, các anh chị lưu ý nhé. Những cái nhịp hồi cuối này nó giống như một cái áo ấy, tức là đã vắt được khoảng gần gần hết nước rồi, nó chỉ còn một nhịp vắt nữa thôi. Thì cái nhịp hồi cuối là chúng ta phải đánh nhanh tay lẹ mắt, tức là khi đã xuống tiền là xuống tiền luôn, và đủ đến T cộng 3 là chúng ta về. Thì rõ ràng một điều, nếu như những anh chị nào mà mua được phiên ngày hôm nay, ví dụ ngày 9 đi, thì là T0, T1, T2, T3, đấy là phiên ngày hôm nay hàng về thì cũng có thể hoàn toàn chủ động, bởi vì đây là cái nhịp sóng cuối, các anh chị lưu ý với Hùng Lê là như vậy. PVD, đối với PVD thì giai đoạn này thì Hùng đánh giá rằng khá là yếu, khá là ì ạch. Và cái vùng PVD có thể hồi được về tối đa đấy vùng 19.5, nhưng rõ ràng là xuyên suốt 2-3 tuần nay thì PVD đã không về được vùng vùng 19.5, và lại đang đi ngang với một cái động thái cũng chưa rõ ràng. Thì đối với những cổ phiếu mà đang đi ngang như thế này thì các anh chị tham gia thì Hùng Lê không khuyến nghị tham gia, còn canh chốt thì có thể là chúng ta có thể canh chốt được để chúng ta đầu tư những cái mã cổ phiếu khác nó ok hơn, nó tốt hơn. Chúng ta cùng đi qua một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng. Thì trong tuần vừa qua có một cái sự đánh dấu khá là đột biến đối với ngành ngân hàng, khi mà có những cái thông tin về cơ bản các anh chị cũng có thể xem ở trên những cái trang mạng, ví dụ như là tăng vốn điều lệ này, rồi kết quả kinh doanh này, rồi hoàn thành ABC/Z. Tuy nhiên đối với sóng ngân hàng thì Hùng đang đánh giá rằng là hiện tại nếu nhìn một cách khách quan nhất thì Hùng chưa nhìn thấy lực. Đấy chỉ là những cái điểm đánh nhỏ lẻ, khi có những cái thông tin về cơ bản thì đấy là những cái điểm đánh nhỏ lẻ thôi. Còn những cái điểm đánh mạnh, điểm đánh chắc thì hiện tại thì Hùng cũng chưa thấy. Còn đối với ACB thì hiện tại là cũng đang có được 3-4 phiên tăng điểm từ vùng nền tích lũy 28 đến vùng 29, và hiện tại đóng cửa vùng 30.1. Thì quan điểm hiện tại là Hùng không có tham gia, không có yêu thích mã cổ phiếu ngân hàng. ACB thì nó khá là nặng. Vietcombank, chúng ta sẽ nói về Vietcombank một tí. Đối với mã Vietcombank thì trong giai đoạn hiện tại, những cái dòng tiền mà đang tập trung để đánh mã cổ phiếu này thì đang muốn gì thì hiện tại là Hùng đang đánh giá rằng Vietcombank đang tiệm cận lại về đến vùng đỉnh cũ 75 đến vùng 76. Đây là một cái vùng mà chúng ta cũng phải hết sức thận trọng và chúng ta phải hết sức lưu ý. Hùng Lê chỉ nhắc như vậy thôi. Còn có thể là yếu tố tạo lập, người ta sẽ đánh Vietcombank hiện tại là đang có những cái đường đi rất là hay, tức là sóng lên xong đó đánh giảm 1/2 và sau đó lại có những phiên đánh vượt đỉnh, thì có thể là Vietcombank sẽ đánh về vùng 80, có thể Vietcombank sẽ đánh về vùng 80 và sau đó đánh chỉnh giảm xuống, đó có thể là như vậy. Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu này đang tiệm cận về đến cái vùng đỉnh cũ, chính vì vậy nên là Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta tham gia thì chúng ta phải đánh dứt khoát, tức là đánh nhanh tay lẹ mắt và cổ phiếu về đến tài khoản, thì nếu mà lỗ thì chúng ta, nếu mà có những phiên mà bị gãy mạnh thì chúng ta phải quyết liệt chúng ta bán ra đó. Còn nếu mà lãi thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nắm tiếp. BID thì trong những cái bản tin tuần trước thì cũng có đánh giá rằng biết khả năng sẽ hồi về vùng giá khoảng 33.5. Thì trong tuần vừa qua thì biết cũng đã về đến vùng 33.5 rồi. Và khi về đến vùng 33.5 rồi thì cái kịch bản nào cho Bit hiện tại? Để đánh giá cái kịch bản của Bit hiện tại thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Hơi hơi mông lung đối với mã cổ phiếu Bit. Đối với Bit hiện tại thì khi về đến vùng 33.5 này thì khả năng Bit sẽ có một vài phiên lình xình ở quanh vùng giá 33. Sẽ lình xình ở quanh vùng giá 33 đến vùng giá 33.5, 33 đến 33.5 để kiểm tra cung cầu tại vùng này. Và một trong những yếu tố mà khi có những yếu tố vượt thoát đi lên khỏi khỏi cái cung cầu này thì lúc đó thì sẽ xác lập được những cái yếu tố tiếp theo.
Còn trên quan điểm hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng cái lực tăng của Bit đang khá là tốt. Tại vì sao? Bởi vì Bit cũng là một cái cổ phiếu trong dòng ngân hàng, và sau một vài phiên tích lũy đình trình ở đây thì Hùng đánh giá rằng Bit lại tiếp tục khả năng là Bit sẽ đi về vùng giá 36. Như vậy là Bit khoảng tăng được khoảng tầm 3.000 nữa. Ôi chà, vẫn khá là tốt đối với mã cổ phiếu Bit. Thì đối với Bit thì những anh chị nào yêu thích cổ phiếu ngành ngân hàng có thể quan tâm Bit ở vùng giá 33 đến vùng giá 33.5. Còn lại thì đối với những dòng ngân hàng hiện tại thì Hùng đây cũng không có happy lắm. Công Thương, CTG. Đối với CTG thì một cái nhịp đánh dài sau một cái sau một sau sau những cái yếu tố tạo lập dòng tiền ở đây thì Công Thương lại tỏ ra khá là yếu. Công Thương sẽ tỏ ra khá là yếu. Tuy nhiên nó cũng sẽ khá là hợp lý cho một cái nhịp sóng dài của Công Thương. Tức là đây chính là những cái giai đoạn mà để rung rũ hết lại toàn bộ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, bởi vì khi mà các cái nhà tạo lập mà đánh cổ phiếu lên thì họ ghét nhất là những anh chị như chúng ta. Chúng ta cứ bấu víu vào và dẫn đến cái việc là cổ phiếu người ta đánh rất là khó chịu. Chính vì vậy nên là người ta cũng sẽ cần những cái quãng thời gian. Những yếu tố tạo lập dòng tiền ở đây, Hùng đánh giá rằng dòng tiền đi vào cổ phiếu Công Thương này vẫn đang nằm ở trong cổ phiếu. Chỉ có điều là khi nào thì cái ngòi nổ của Công Thương nó lại được kích hoạt trở lại, thì trong giai đoạn hiện tại và trong những cái tuần gần đây thì Hùng đang đánh giá rằng Công Thương khả năng là sẽ có những cái nhịp hồi từ đây. Và cái nhịp hồi đầu tiên thì chúng ta sẽ canh Công Thương ở khoảng vùng 23.5, sẽ hồi về cái vùng đỉnh cũ cái 23.5 đó, sẽ đi đâu đó về đến đây đi đâu đó về đến đây. Và dòng ngân hàng sẽ là một trong những cái dòng cổ phiếu mà sẽ giúp cho VN Index của chúng ta có được những cái tín hiệu tăng tốt hơn ở trong tuần tới. Ok, đối với Công Thương thì các anh chị quan tâm lại ở quanh vùng giá 21, Hùng đã chat và khuyến nghị ở trên room. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu MBB. Thì đối với MBB thì hiện tại MBB vẫn đang nằm ở trong một cái nền từ 21 đến nền 21.5. Ở phiên ngày hôm nay thì cứ 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 ngỡ rằng là MBB sẽ có một cái phiên đánh thốc lên để chạm đến vùng 22. Tuy nhiên mà sau đó thì MBB đã có một phiên rơi ở cuối phiên. Như vậy thì nó không thực sự là tốt, không thực sự là tốt khi mà giá cổ phiếu của MBB không được đóng cửa giá cao nhất ở trong phiên. Như thế này nó không 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 ok lắm. MBB không khuyến nghị đầu tư, và Hùng phân tích mã cổ phiếu VIB. Bởi vì sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu VIB? Bởi vì là trong buổi tối ngày hôm nay thì Hùng có nhìn thấy cổ phiếu VIB khá là đẹp. Và một điều đặc biệt nữa hơn đó là một nhà đầu tư của Hùng Lê đã chủ động để mua được mã cổ phiếu VIB ở trong phiên ngày hôm nay, và mua được vùng giá rất thấp và có lãi ở ngay trong có lãi ở ngay 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 trong trong phiên T cộng T0 đã có lãi luôn. Thì Hùng đánh giá rằng chị có một cái góc nhìn quan sát rất là tinh tế đối với mã cổ phiếu này. Đấy là mã cổ phiếu này có một cái vùng giá hỗ trợ ở đây 17 khá là tốt. Sau một cái nhịp đánh ở đây và cái vùng hỗ trợ ở 17 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy, nếu mà chúng ta view view một dài dài một tí đúng không ạ, thì cái vùng 17 là cứ chạm về vùng 17 ở đây thì cổ phiếu lại có những cái tín hiệu, đây các anh chị có thể nhìn thấy đó. Thì cổ phiếu lại có những cái tín hiệu bật lên, và cái phiên bật ngày hôm nay thì rất là mạnh và yên tâm là T cộng 3. T cộng 3 thì chắc chắn là có lãi rồi. Và chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê là đối với mã này thì chúng ta cũng không 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 giữ dài. Không giữ dài thì có thể là chúng ta sẽ không giữ dài mã này. Và khi cổ phiếu tiệm cận về khoảng vùng 19 thì chị cũng lưu ý giúp Hùng là chúng ta sẽ chốt, và những anh chị nào mà mua được VIP trong những phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng lưu ý khả năng là đến vùng vùng 19 là chúng ta chốt là đẹp. Đó, tức là nó cũng chỉ còn T cộng mấy thôi, cộng 4 cộng 5 gì đó thôi, thì khả năng là cũng sẽ đánh tiệm cận về đến vùng 19. Từ vùng 17 đến vùng 19 là 2.000, 2 mà chia cho 17. Đó, chúng ta cũng được gần 11,7%, quá là tốt luôn. Quá là tuyệt vời cổ phiếu VIP. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu STB xem nào. STB thì không có những cái động lực gì đáng nói ở đây. VPBank, một số anh chị có hỏi Hùng VPBank thì VPBank hiện tại các anh chị hỏi là tại sao Hùng không phân tích mã cổ phiếu VPBank, bởi vì VPBank hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy những cái động lực khá là tốt, khá là mạnh. Một số bạn có hỏi mã cổ phiếu TCB, Techcombank. Thì TCB thì đây có một cái vùng nền ở đây đâu đó 20 đến 20.8.
và cổ phiếu này leo nhưng mà leo dốc lại hụt hơi như thế này, lại là hụt hơi rồi và lại có khả năng là lại quay lại nền và chưa có những yếu tố đột biến nào. Tức là các anh chị lưu ý là những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích thì gần như là nó đã có sự chọn lọc và nó đã có những cái ý đồ ở trong những cái góc nhìn của Hùng Lê. SSI thì hiện tại vùng nền không có gì đột biến. HCM cũng hoàn toàn như vậy. Trong giai đoạn hiện tại thì những cái mã cổ phiếu về chứng khoán thì chúng ta không không có được VCI. Duy nhất các anh chị lưu ý giúp Hùng có một cái mã cổ phiếu về chứng khoán VCI đúng không nhỉ? Không biết có phải đúng là chứng khoán không? Phải xem lại không thì các bạn lại bắt lỗi. Hình như là chứng khoán Bản Việt VCI, Hùng không nhớ rõ lắm. Đúng rồi, chứng khoán Bản Việt. Hiện tại thì những cái chart đồ thị của chứng khoán Bản Việt đang khá là đẹp. Khá là đẹp và chứng khoán Bản Việt thì cũng đã có một cái nhịp rơi lõm nền, tức là lõm nền 40. Và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy mã cổ phiếu này đang có một cái nền ở đây là nền 30 đến khoảng vùng nền giá 33, đang khá đẹp và khá là ok. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là khả năng là cái đà rơi của mã chứng khoán Bản Việt này cũng đã kết thúc và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh mới của mã cổ phiếu này. Các anh chị nốt lại giúp Hùng Lê và cái vùng mà Hùng đánh giá kỳ vọng ở đây khoảng vùng 31.5. Vùng 31.5 đến khoảng vùng giá 32. Đó là cái vùng mà các anh chị của chúng ta có thể canh để mở mua 1/3 phiên nền. Để Hùng sẽ nốt lại vào đây. Đấy là trong cái ngân hàng chứng khoán ở đây là chúng ta giai đoạn này chúng ta có VCI. Để sau chúng ta hàng tuần để chúng ta phân tích. Ok, có mã chứng khoán VCI là đang khá là đẹp. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ cơ bản FPT. Hiện tại thì FPT đang có 2 tuần đi ngang ở quanh đâu đó khoảng quanh vùng giá 46.5 đến vùng giá 47. Và một cái điều nó cũng khá là dễ hiểu bởi vì hiện tại thì FPT đã tiệm cận đến cái vùng đỉnh cũ ở đây là khoảng vùng 48. Và khi cổ phiếu về đến cái vùng đỉnh cũ thì có hai phương án để phân phối, một là sẽ phân phối dần, hai nữa là cổ phiếu này sẽ có những cái phiên để hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng của những cái nhà đầu tư muốn chốt lãi, và nếu những yếu tố tạo lập muốn đánh cổ phiếu này lên, tức là đánh theo một cái mô hình cổ phiếu vượt đỉnh thì dòng tiền sẽ được kích hoạt quay trở lại đối với cổ phiếu FPT. Thì FPT chúng ta sẽ quan sát ở đây cái vùng khoảng vùng 40 46.5 đến khoảng vùng giá 47.5. Đây sẽ là một cái vùng mà cổ phiếu này sẽ đi ngang ở trong cái vùng này, trong cái biên này, và sẽ có những cái phiên tạo lập đánh break vượt lên để tạo thành một cái mô hình gọi là mô hình cổ phiếu vượt đỉnh dài hạn, và để đi vào một cái chen sóng, một cái kênh xu thế dài hơi hơn. Tuy nhiên đối với quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì có thể là cũng có thể là cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát lên được đến khoảng vùng giá 50. Vượt thoát lên được khoảng vùng giá 50 và sau đó cổ phiếu này cần phải chỉnh. Muốn đi, ok, tôi sẽ để cho ông đi. Nhưng mà ông phải chỉnh đã, ông phải chỉnh để ông lấy đà. Ông phải chỉnh để ông lấy đà và sau đó thì mới có những cái nhịp đi tiếp theo như thế này. Đó, ông phải chỉnh đã, ông chỉnh để ông lấy đà. Đó thì đấy là cái đường đi mà cái dự kiến đi của FPT thì Hùng đánh giá hiện tại có khả năng sẽ là như vậy. Còn ở trên trên góc độ hiện tại các anh chị lưu ý là FPT thì vẫn đang khá là tốt, khá là ok. Tức là cái xu thế đi lên của cổ phiếu này vẫn đang còn. Còn cái điểm khuyến nghị mở mua thì Hùng không có khuyến nghị, bởi vì khi cổ phiếu đã về đến vùng đỉnh rồi thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia. Tuần vừa qua thì cũng đánh dấu một cái tuần, tức là 2 tuần vừa qua thì cũng đánh dấu một cái sự giao dịch hết sức là thành công của mã cổ phiếu Z, đấy là mã cổ phiếu cơ điện lạnh. Thì trong một cái nhịp đánh ngắn như thế này thì khả năng Z cũng sẽ tiệm cận lại về được đến vùng 34.5, đâu đó khoảng vùng 34.5, và thậm chí có thể đánh những cái phiên đánh vượt lên vùng 35 và sau đó sẽ chỉnh. Thì hiện tại là trong tuần thì cổ phiếu gần đã chạm về vùng 34.5 và đang có hai phiên
chỉnh nhẹ. Hai phiên này thường đánh giá là hai phiên chỉnh nhẹ, và chỉnh nhẹ hay không thì chúng ta sẽ có thể quan sát tiếp ở một cái nền hỗ trợ tiếp theo. Một cái nền hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu này ở đâu đó khoảng vùng giá bao nhiêu, 33. Chúng ta sẽ xem ở vùng giá 33 xem là cổ phiếu này có bị gãy nền 33 không. Và nếu cổ phiếu này không bị gãy nền 33 thì có thể là test chỉnh lại ở đây một tí về vùng 33, và sau đó thì lại có những phiên đánh lên. Bởi vì Hùng thấy rằng hiện tại dòng tiền vào những cái cổ phiếu mới gọi là cổ phiếu cả năm nay không có được những nhịp tăng nào đáng kể, thì dòng tiền lại đang kích hoạt vào những mã cổ phiếu cơ bản tốt này. Thì nếu như cái kịch bản này xảy ra thì target của G có thể sẽ về được đến khoảng vùng giá 38. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp G. Các anh chị nốt lại, mã cổ phiếu G cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Novaland thì nó cũng không có cái điều gì nó khá là đột biến. Hùng Lê đã có phân tích cho các anh chị rồi. Cứ về đến vùng nền đâu đó khoảng tầm 56, 57 thì chúng ta mua, và cứ về đến khoảng vùng 61 thì chúng ta chốt. Cứ đánh nhẹ nhàng như vậy thì cũng được đâu đó mấy phần trăm. Bình Minh thì trong những cái phiên phân tích trước thì cũng đánh giá rằng là trong giai đoạn hiện tại Bình Minh đang có những cái xu thế tăng giá khá là tốt và khá là ok. Thì Hùng có đánh giá rằng Bình Minh có là khả năng ở trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 50, thì hiện tại là vùng 48.3 và sẽ cách cái target của Hùng Lê phân tích khoảng tầm 1.700 nữa. Khoảng tầm 1.700 nữa thì với một phiên đẩy mạnh như hôm nay thì cái target mà về đến vùng giá 50 thì khả năng sẽ là trong tầm tay thôi. Các anh chị lưu ý, những anh chị nào mà đang cầm nắm giữ BMP thì chúng ta cũng có thể xem xét ở vùng 50, bởi vì hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy một cái nhịp sóng dài của Bình Minh. Khả năng thì vẫn sẽ là xen kẽ những nhịp sóng hồi đây, những cái nhịp sóng hồi các anh chị có thể nhìn thấy đây. Có những cái nhịp sóng hồi như vậy thôi. Và sau đó thì cổ phiếu này lại tiếp tục quay đầu giảm, thì đối với Bình Minh là như vậy. PNG thì cũng có khá là nhiều các cái câu hỏi hỏi mã cổ phiếu này. Thì PNG thì vẫn ở đây thôi, một cái vùng hỗ trợ ở đây là 72.5, và nếu có đánh được thì đánh về tối đa được vùng 77 đó. Và trong hai tuần vừa rồi thì không đánh được đến về vùng 77, nhưng khả năng nó lại uốn lượn và cái nhịp này có khi mới đánh về vùng 77 đây này. Đó thì các anh chị chúng ta cứ theo hàng tuần vậy thôi, chúng ta sẽ quan sát những cái động thái, những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Và hiện tại thì đối với mã cổ phiếu VNG thì Hùng cũng chưa đánh giá được những cái lực đi sóng dài, bởi vì là cũng đang khá là lình xình ở trong cái giai đoạn hiện tại. Nhìn một cách tổng thể thì cũng chưa ok, chưa ổn lắm. Mã này thì chúng ta cũng chỉ ở trong diện quan sát, và lưu ý một điều là nếu như cái mã này mà cái yếu tố kỹ thuật nó bị gãy, tức là những cái vùng hỗ trợ ở đây nó bị gãy, thì các anh chị có thể nhớ lại ở những cái cú rơi kinh hoàng của VCS, hoặc là trước đây khi mà mình phân tích, hoặc là cú rơi kinh hoàng của một cái mã nào nhỉ, mã BVH đúng không ạ? BVH chính là một trong những cái cú đây, rơi ở đây, rơi từ vùng giá 110 mà rơi về vùng giá 70-80 đây, thì đây là những cái cú rơi rất là kinh hoàng mà Hùng Lê đã phân tích ở trong những cái giai đoạn vừa qua. Hoặc là cú rơi ở đây đó, cú rơi ở đây cũng khá là kinh khủng, thì các anh chị lưu ý. Thêm một mã cổ phiếu về blue chip nữa, MWG. Thì đối với MWG, thì những anh chị mà phân theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì rõ ràng là các anh chị gần như nắm được đường đi nước bước của mã cổ phiếu này khá là rõ. Thì bản thân khi ở trong bản thân tuần trước ở đây là vùng giá 95 thì Hùng Lê có đánh giá rằng là có thể khi chạm về vùng 95 thì cổ phiếu này nó sẽ lình xình một trong hai phiên, và sau đó thì sẽ có những phiên hút lại dòng tiền để đánh từ vùng giá 95 mà lên đến vùng giá 100. Thì hiện tại là MWG đã suýt soát chạm đến vùng 100, tức là hoàn thành cái target của vùng giá Hùng Lê phân tích. Và một cái đường đi của MWG khá là dài, từ vùng giá 82.5
Và Hùng Lê liên tục phân tích và bây giờ đã chạm về đến cái kịch bản Hùng Lê phân tích ở đây, đấy là vùng giá 100, và hiện tại thì chúng ta có thể xem là đâu nhỉ, đến 99.2, tức là chỉ cách cái vùng target phân tích của chúng ta khoảng tầm độ 1.000 nữa đi, 1.000 nữa thì về đến vùng giá 100. Những anh chị nào mà nắm giữ MWG theo những cái khuyến nghị Hùng Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục canh để chúng ta chốt chốt MWG ở quanh khoảng vùng giá 95 đến vùng giá 100. Thì cái cách chốt thì nó cũng hoàn toàn tương tự như một cái ví dụ mà Hùng Lê minh họa cho các anh chị ở cái cổ phiếu GAP, mà một chị là nhà đầu tư ở trong Sài Gòn đã về đồng hành cùng với Hùng Lê. Thì chúng ta có 100%, ví dụ như chúng ta có một nghìn mã cổ phiếu chẳng hạn, thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc chốt khoảng 500 ở vùng giá 95.5, xin lỗi cả nhà, 99.5, và sau đó thì chúng ta chờ để chúng ta 500 mã cổ phiếu còn lại chúng ta sẽ chờ để chốt ở những cái target cao hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà những cái target cao hơn của chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ OK, chúng ta sẽ bán ở những cái phiên tiếp theo. Thì đấy là một cái phương pháp chốt lời rất là OK, rất là linh hoạt. Như vậy là chúng ta vừa mới nhìn qua một số các nhóm ngành cũng như một số cái nhóm trụ. Hiện tại thì Hùng Lê đang đánh giá rằng xu thế thị trường của chúng ta đang khá là tốt, khá là OK. Sẽ cần thêm sự tăng giá của sự hỗ trợ của Vinhome, sự hỗ trợ của Vinamilk, sự hỗ trợ của VDC trong những cái nhịp đánh về target, và có thể khi BVH đã chạm về vùng 85 rồi thì có những nhịp chỉnh, và sau đó thì cũng kỳ vọng là sẽ hỗ trợ lại thị trường. Và cũng dòng dầu khí thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng PLX sẽ lead dòng, và cùng với đó là các cái mã cổ phiếu trụ và các cái mã cổ phiếu blue chip đang khá là tốt, khá là OK. Còn trên biểu đồ nến ngày, VN Index của chúng ta đã có những phiên đánh về vùng 980. Thì Hùng Lê đã nói đến tính chu kỳ của tháng 7 và tính chu kỳ của quý 3. Trong những năm gần đây thì thường VN Index của chúng ta giao dịch hết sức là tích cực và khá là tốt, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng cái điều đó sẽ xảy ra đối với năm 2019 của chúng ta. Thì hiện tại thì Hùng đang quan sát ở vùng 970. Có khả năng thì VN-Index của chúng ta sẽ có những phiên test lại vùng 970. Đây sẽ cần những phiên test lại vùng 970 nữa, rồi sau đó thì VN-Index của chúng ta lại tiếp tục cái hành trình để đi vào cái vùng mây mù ở đây, tức là cái vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Thì đấy là kịch bản dành cho VN-Index của chúng ta, và Hùng đánh giá rằng cái nội tại thị trường hiện tại đang khá là OK. Các cái điểm mua các anh chị lưu ý, gần như là trong team của Hùng Lê thì những cái điểm mua mà Hùng Lê khuyến nghị thì nó đã từ rất sớm, từ có những mã cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia từ ngay từ từ ngay những cái đầu ngày đầu tháng 7, và trong bản thân là trong thời điểm hiện tại thì cũng có những mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu xuất hiện những cái dòng tiền rất OK, ví dụ như là Cô Tích Công, đúng không ạ? Cô Tích Công Hùng đã phân tích và khuyến nghị các anh chị trên Zoom, rồi VCS, tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích danh mục. Đó thì về thị trường thì Hùng đánh giá vẫn đang OK, yên tâm để cho quý anh chị nhà đầu tư cũng như cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được một cái nhịp đánh, Hùng đánh giá là đủ để chúng ta đánh T cộng và kỳ vọng ở một cái nhịp đánh tốt hơn. Đấy là VN-Index của chúng ta có thể tiệm cận vào cái vùng mây mù ở đây, tức là vùng 985 đến vùng 1.000 điểm, thì như thế là nó vẫn đang còn một cái nhịp tăng ở phía trước khá tốt, là khá khá là OK. Còn đối với HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đi vào vùng mây mù 106 đến 108.5, và cái lực đánh hiện tại của HNX Index thì cũng đang khá là tốt, khá là OK. Như vậy là thị trường chung thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi, và hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Dow Jones cũng đang vượt đỉnh Trường Sơn. Người anh em Nikkei và Shanghai thì cũng đang Shanghai thì đang khá là lình xình, tuy nhiên là cái đà rơi thì khả năng cũng sẽ cầm. Nikkei thì cũng đang có những giai đoạn thăng hoa, tức là đang có một cái xu thế chủ đạo của Nikkei, đấy là xu thế đi lên. Đây, một cái xu thế chủ đạo đi lên, như thế cũng rất là tốt để ủng hộ cho thị trường chung của chúng ta. OK. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích, sẽ đi phân tích lại các cái mã cổ phiếu mà liên tục các tuần cũng như các anh chị của chúng ta cũng đã theo dõi, để chúng ta list lại xem, chúng ta sẽ nhìn lại xem những cái mã cổ phiếu đó bây giờ như thế nào và sẽ ra sao, đúng hay là sai hay là như thế nào đó. Thì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị trên Zoom, và nhắc đến trên Zoom
một vài các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là CTD, ví dụ như là GVR, LCG quan tâm lại đó, LHG. Một số anh chị có hỏi PVD và PVS, VCS, FLC. Thì bây giờ cũng sẽ đi phân tích lại những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã khuyến nghị ở trên Zoom, trên nhóm. Ok. Đối với Nam Long thì cái nhịp phân tích đầu tiên của ông Lê đã phân tích về vùng giá 31, và sau đó thì cũng có đề cập đến một cái nền hỗ trợ đây 28.5, và hai lần chạm về đây thì Nam Long đã có những cái nhịp đánh lên. Thì hiện tại thì cũng đang kỳ vọng rằng Nam Long sẽ có một nhịp đánh tiệm cận lại về vùng giá 31. Thì các anh chị lưu ý, những anh chị nào đang cầm nắm giữ Nam Long thì chúng ta cũng có thể canh chờ những cái vùng ở trên này để chúng ta chốt, còn điểm mua thì cũng không có khuyến nghị. VGC, đối với VGC thì nó cũng đã khá là quen thuộc đối với cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị liên tục theo dõi những bản tin của ông Lê. Ở một cái vùng nền ở đây, đấy là cái vùng nền từ 20 đến 20.5 thì VGC đã có 1, 2, 3, 4 lần 4 lần đánh công thủ về vùng giá 21. Và hiện tại thì đến kết tuần thì vẫn đang thành công ở cái vùng công thủ vùng giá 21, và có thể là sang tuần thì VGC sẽ chạm nhẹ. Lần này người ta bảo quá tam ba bận, nhưng mà đối với cổ phiếu này thì đã lên đến bận thứ tư rồi, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ chạm nhẹ vào vùng 21, và sau đó thì Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp đánh ở đây, tức là nhịp đánh từ vùng 18 mà lên đến khoảng vùng giá 24. Target vùng lên phân tích ở đây là về lên đến vùng giá 24. Và hiện tại thì cái lực đánh sau một phiên đánh mạnh thì VGC đang có 3 phiên test lại. 3 phiên test lại cung rất là tích cực, thì Hùng đánh giá rằng những cái tín hiệu hiện tại kỹ thuật của VGC khá là tốt, khá là ok. Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu chiến lược, Hùng lên lưu ý như vậy. Vùng nền để chúng ta mở mua 1/3 số định mua là từ 20 đến 20.5, và nếu cổ phiếu này tích lũy thành công ở vùng giá 21 thì chúng ta sẽ mở mua tiếp 1/3 nữa đó, và khi cổ phiếu có những cái tín hiệu break vượt vùng giá 22 thì chúng ta sẽ mở mua hết để chúng ta chờ về vùng 24. Thì đấy là cái cách mua rất là an toàn cho tài khoản của chúng ta, các anh chị lưu ý. TDH thì hiện tại là đang khá là không ok lắm. Tuy nhiên vùng giá 9.5, vùng 9.5 là cái vùng tỳ bật ở đây, thì sẽ kỳ vọng từ vùng 9.5 này thì sẽ có một vài phiên hành trình và sẽ đánh ngược lại lên này. Bởi vì mã cổ phiếu TDH này thì cũng là một cái mã cổ phiếu chạy theo kênh, chính vì vậy nên là cũng có thể kỳ vọng ở một cái nhịp tăng của TDH ở đây. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy ở vùng giá 9.5 là đang lình trình rồi, đang có những cái tín hiệu tạo đáy ở vùng đó. Đất xanh DXG thì đối với DXG vùng nền 20, vùng nền 18 đến vùng nền 19 thì hiện tại đang hình thành được khoảng tầm mấy tuần ạ? Các anh chị có thể xem lại giúp Hùng lên, đâu đó khoảng tầm 5-6 tuần rồi. Và cái vùng giá Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể mở mua 1/3 số định mua quanh vùng 18.5, đấy là vùng mua gom. Ở vùng mua gom thì chúng ta cứ mua được càng thấp càng tốt, thậm chí là nếu mà những anh chị nào căn ke được có thể mua từ vùng 18 đến 18.5, đấy là vùng mà chúng ta mua gom. Chúng ta mua đủ 1/3 số định mua, ví dụ chúng ta sức mua chúng ta dự kiến mua 10.000 đất xanh thì chúng ta sẽ mua 3.000 ở vùng nền 18 đến 18.5 đối với đất xanh. Hà Đô cổ phiếu HDG. Đối với HDG, Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua cổ phiếu này trên Zoom ở vùng giá 32 trong những cái bản tin ở tuần trước, và hiện tại thì đã chạm cái cao nhất là đã chạm được về đâu đó khoảng vùng giá 35, và hiện tại thì Hà Đô đang có những phiên test chỉnh và cũng kỳ vọng là đây là một cái mã cổ phiếu đánh sóng dài, và chúng ta cùng xem chờ Hà Đô có thể là test tích lũy trở lại ở vùng giá 32, ở đây là khoảng vùng giá 33.
33 đến vùng giá 33.5. Theo Hùng thì khả năng cổ phiếu này cũng chỉ test được như thế thôi, không test sâu. Bởi vì nếu mà test sâu thì như thế thì nó sẽ hỏng hết kỹ thuật 33.5, cùng lắm là sẽ đây, sẽ chạm vùng 33.5, chứ còn nếu mà test sâu thì như thế thì nó lại hỏng hết yếu tố các cái kỹ thuật hiện tại đây. Và trong nhịp đánh này thì từ vùng giá 32 Hùng Lê đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh khoảng về vùng giá 40. Đấy là kỳ vọng, đấy là target phân tích của cổ phiếu HDG. C32 thì hiện tại đang có một cái vùng nền ở đây, vùng nền tích lũy khoảng 26.5 đến vùng nền 27. Chưa có những cái yếu tố đột biến. Tuy nhiên C32 lúc mà đánh thì cũng có cái nhịp đánh khá là hay. Đấy là vol nó khá là thấp, tuy nhiên là cái lực đi của C32 cũng khá là tốt. Thì đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng nốt lại để cho các anh chị chúng ta chú ý. Và trong tuần vừa qua thì ba mã cổ phiếu đáng lưu tâm mà đã có những cái nhịp đánh khá là tốt. Đầu tiên là VCS, thì VCS thì Hùng Lê liên tục phân tích và khuyến nghị anh chị từ cái vùng nền 60 đến vùng nền 63. Đấy là một cái vùng nền tích lũy của cổ phiếu, và khi cổ phiếu này đánh vượt đỉnh, tức là quanh vùng 67 đến vùng 69, thì lúc này Hùng có đề cập đến là khả năng thì cổ phiếu này căng lắm thì cổ phiếu sẽ test chỉnh về vùng 67 và khoảng đâu đó là lình trình ở quanh vùng 69. Và phiên cuối tuần, tức là phiên ngày hôm nay, thì VCS đã có một phiên tăng hết sức là ấn tượng, tăng rất là mạnh lên vùng giá 74.4. Và cái đích đến trong cái nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng là VCS sẽ tiệm cận về vùng giá 80. Còn nếu xét ở trong một cái yếu tố dài hạn thì cái vùng nền tạo đáy ở đây, vùng nền 60 đến nền 60.3 là một cái nền tạo đáy khá là tốt, khá là ok. Và mọi cái xu thế về giảm giá của cổ phiếu VCS thì đã bị bẻ gãy. Mọi cái xu thế đã bị bẻ gãy và Hùng đang kỳ vọng một cái sóng mới hình thành nên một cái sóng 661 của VCS đây. Và khi hình thành một cái sóng 1 ở đây thì cổ phiếu này sẽ chạy tương đối là mạnh. Tức là ngoài cái việc là về đến vùng 80 thì Hùng đang kỳ vọng ở những cái target cao hơn. Tuy nhiên trước mắt thì chúng ta cứ kỳ vọng ở những cái target gần đã, đó là vùng 80. Và sang tuần thì cổ phiếu này đâu đó cũng sẽ cần phải vượt qua được cái mốc 75, cũng là cái một cái mốc khá là gian nan đối với mã cổ phiếu VCS. CTD, mã cổ tích công thì Hùng cũng đang đánh giá rằng cổ tích công đang khá là tốt, khá là ok. Khi mà cổ tích công có được một cái vùng nền ở đây và cái vùng giá, vùng đánh giá các anh chị có thể tham gia đây, vùng 104.5 ở đây. Khi mà cổ tích công có những cái phiên test chỉnh lại ở đây rất là đẹp, và sau đó thì cổ tích công đã có 3 phiên cuối tuần bứt phá từ vùng nền 104.5 đi lên. Và đích đến của cổ tích công ở trong giai đoạn hiện tại, target vẫn không thay đổi, đấy là quanh vùng giá 120. Anh chị lưu ý, những anh chị mà có những anh chị rất máu là có nhắn tin cho Hùng Lê bảo là thôi sẽ full margin mã cổ phiếu cổ tích công và đánh nốt trận này rồi về với Hùng Lê. Tức là một câu nói vui, nhưng mà các anh chị đang mở tài khoản ở những công ty chứng khoán khác thì các anh chị có bảo là như vậy, tức là đánh nốt trận này rồi về sẽ về cùng team của Hùng Lê. Thì một anh ở trong Sài Gòn và một số các anh chị khác nữa. LCG. Đối với mã LCG thì hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy là có những cái manh mún, và Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta quan tâm lại mã cổ phiếu này ở vùng giá 10. Vùng giá 10 để có thể có một cái nhịp đánh của cổ phiếu này nó sẽ đánh về tiệm cận lại vùng đỉnh cũ là vùng 12 thì nó cũng khá là ok. Đây, cái kháng cự của cổ phiếu này đây, và quan tâm lại từ vùng giá 10. Ngân hàng và chứng khoán thì Hùng đã phân tích mã cổ phiếu chứng khoán bản Việt VCI rồi. Dầu khí thì Hùng có phân tích GAT, PVS, PVD. Bây giờ chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PVI. Đối với PVI thì đoạn này hình thành cái vùng nền ở đây là nền bao nhiêu? 35 đến vùng nền 36, và hiện tại thì đang có những phiên lình trình đi ngang. Đối với PVI thì nó lại có những cái yếu tố rất là đánh, nó cũng khá là dị, tức là thường có những cây nến bất ngờ, tức là những cây nến xanh kéo dài.
cho nên xanh kéo dài. Thì quan điểm của Hùng là hiện tại thì PV vẫn là ở đâu đó ở cái vùng nền đâu đó có những cái phiên mà sẽ đánh lên được khoảng tầm vùng 39.5. 39.5 thì cũng khá là tốt, khá là ok. Ở quanh những vùng này chúng ta cũng sẽ canh chốt mã cổ phiếu PVI. Đạm Phú Mỹ. DPM. DPM thì cũng đang nhìn thấy ở cái vùng nền ở đây, đấy là vùng nền 15.5. 15.5 thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng đã có khuyến nghị trên Zoom là chúng ta có thể mở mua 1/3 số định mua quanh vùng 15.5. Để kỳ vọng một cái nhịp hồi ở đây. Nhưng mà hiện tại thì dòng tiền cũng chưa thực sự là mạnh, và chưa nhìn thấy được cái lực hồi ở đây. Cần phải có những phiên đánh mạnh lên cơ, bởi vì cổ phiếu này thì thường có cái hình thành cái đáy của nó là thường là hình thành đáy chữ V cũng khá là đẹp. Hình thành đáy chữ V khá là đẹp, chính vì vậy nên là ông đã khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Ngày hôm nay thì Hùng có ngày hôm nay hay ngày hôm qua nhỉ, ở trên Zoom thì Hùng có đề cập đến mã cổ phiếu PVT. Thì PVT thì chúng ta nhìn ở một cái biểu đồ nến tuần để cho nó đỡ bị nhiễu. Thì cái vùng cản ở trước mắt của PVT thì cũng khá là dày, thì cái mức độ tăng giá thì nó cũng khá là khó. Bây giờ phiên ngày hôm nay đã tăng mất mấy phiên thì PVT có thể quan tâm lại mã cổ phiếu này quanh vùng giá 17. Nếu như anh chị nào yêu thích cổ phiếu dầu khí thì đây là một mã cổ phiếu mà khi mà cổ phiếu này đánh thì cũng khá là mạnh. Dòng tiền đánh cũng khá là quyết liệt và các yếu tố tạo lập cổ phiếu này khá là ok. Hàng không thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VDC thì đã phân tích rồi, HVN. HVN thì nó đã khá là xa ở trong cái dòng thời gian khi chúng ta phân tích mã cổ phiếu này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là những cái điểm khuyến nghị của Hùng Lê thì nó đã nằm ở khá là xa, và ở trong giai đoạn hiện tại thì có vùng 41.5 và vùng 44. Đấy là hai cái vùng mà cổ phiếu này có thể nó sẽ lượn lờ trong này. Và những cái dấu hiệu hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 44, và target gần của Hùng Lê đã phân tích ở đây của cổ phiếu này đấy là vùng 48. 48 thì hiện tại những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Hùng Lê thì vẫn không thay đổi. Xu thế hiện tại của HVN vẫn đang là một xu thế tăng giá, và từ vùng 44 đánh lên 48 thì tức là HVN còn tăng khoảng tầm 4.000 nữa. Xu thế hiện tại của HVN đang khá là đẹp, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu ACV. ACV thì ACV nó thường hay có những đấy, các anh chị có thể nhìn thấy là ACV thường hay có những những cái tín hiệu đánh nó cũng khá là khó chịu. Và hiện tại những cái phiên hiện tại ở đây sau những cái phiên hút mạnh thì lại đang có những phiên test lại ở đây. Thì đối với ACV thì chúng ta nên theo dõi ACV ở trên một cái biểu đồ nến tuần, chúng ta đỡ bị nhiễu thì cái nền hỗ trợ của ACV vẫn là nền 80, và hiện tại là đang là vùng 82.6. Và đối với mã cổ phiếu ACV thì Hùng đánh giá rằng trong nhịp này khả năng cao thì ACV sẽ có những cái nhịp đánh dài, và cái vùng giá 95 mà ACV vừa tạo ra đây thì nó lại quay về thôi, khả năng là nó sẽ quay về thôi. Và trong team thì một số các anh chị cùng Lê cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu ACV thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm, để chúng ta có thể yên tâm một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu này, của cổ phiếu ACV. Nông nghiệp thì chúng ta có mã cổ phiếu HNG. HNG thì là một cái mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị trên Zoom cho các anh chị, khi mà Hùng nhận thấy rằng ở cái vùng HNG đã có những bứt phá đi lên ở vùng 16 đến vùng 16.5 và kỳ vọng test lại ở vùng 16.5, tuy nhiên là không kịp. Thì sau đó thì ở vùng nền 17 ở đây, vùng nền 17 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta phải mua để chúng ta lấy vị thế, để chúng ta tránh bị nhỡ tàu. Và cái đích đến của HNG thì Hùng vẫn đánh giá ở vùng giá 20, tức là trong cái nhịp này nó chạy từ vùng giá 15
lên đến vùng giá 20 cái đã, về đến vùng giá 20 thì sau đó HNG sẽ có những cái phiên test chỉnh lại lấy đà để có thể lên được những cái vùng target tiếp theo cao hơn. Thì chúng ta cũng có thể thấy là năm mà chia cho 15 tức là cái nhịp đánh đầu tiên cũng đã tăng 33%. Như vậy là cũng là một cái mức tăng rất là tốt, quá là tuyệt vời ở trong một cái giai đoạn khó khăn của thị trường. Hai hai có gì hấp dẫn không ta? Hai là một mã cổ phiếu đầu cơ. Hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái manh mún mà nhà tạo lập khả năng là lại muốn đánh cổ phiếu này. Thì các anh chị lưu ý là những cái mã cổ phiếu đầu cơ vơ bèo vượt tép, tức là những mã cổ phiếu này thì chúng ta chỉ mua để chúng ta gọi là cái gì vui văn hóa văn nghệ, gọi là chúng ta có được một cái 1.8, có được một cái trải nghiệm thôi, chứ chúng ta không thể làm giàu được từ những cái mã cổ phiếu này. Và Hùng Lê khuyến nghị là nếu những anh chị nào yêu thích đầu cơ vùng 1.8, khả năng là tuần trước thì cũng đã có đề cập đến mã cổ phiếu này rồi, bởi vì nó đã được nốt lại từ 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 những cái bản tin tuần trước, thì vùng 1.8 là cái vùng mà chúng ta có thể mua. Ok, mã cổ phiếu 2. Mã cổ phiếu ba con A. Đối với ba con A thì nó cũng đã khá là quen thuộc và khá là dài trong những cái bản tin phân tích. Trong tuần ba con A đã có những phiên đánh về vùng 19.3. Tức là đánh về vùng đỉnh cũ, và sau đó thì sao? Sau đó thì lại đang có ba phiên test chỉnh giảm. Test chỉnh giảm thì Hùng đang kỳ vọng là anh giảm vừa vừa thôi, tức là anh giảm về đâu đó khoảng tầm độ 18 chấm, cái lần này thì có tụt mất mốc 18.5. Ở mốc trước Hùng phân tích ở đây là đâu đó vùng 17.5, và ok, vùng 17.5 thì cái lần này nếu như các yếu tố tạo lập mà tốt thì đừng có tụt mất mốc 18.5 để bao na có một cái nhịp sóng đánh dài về vùng giá 22. 22 đang kỳ vọng bao na sẽ đánh đánh một cái sóng dài về vùng giá 22 ở đây, target ở đây hoặc vùng giá 22. Dệt may thì có mã cổ phiếu TNG. TNG thì ok, TNG đang có những phiên chỉnh thế này mới đúng. Làm sao mà cứ phi ầm ầm như thế được? Vùng 20.5 đâu, vùng 20 đâu ạ? Đó, đây vùng 20 đến vùng 20.5. Rơi về vùng 20 đến vùng 20.5. Đây mới là cái cơ hội để những anh chị mà chúng ta đang muốn tham gia cái mã cổ phiếu này, chúng ta đã chờ đợi nó chỉnh để chúng ta tham gia. Đó. Về đến vùng hỗ trợ 20 đến 20.5 này thì khả năng là sẽ có những phiên tích lũy ở đây, và chúng ta có thể mua tại đây. Chúng ta có thể mua tại đây và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp nhịp tích lũy tại đây thành công, và khả năng thì sẽ có đây tích lũy thì cũng phải từ từ thì anh mới đi lên được. Tức là anh phải có đà, anh phải có lực, chứ không phải là cứ một phát thế là anh đi lên luôn được ngay đâu. Thì vùng 20.5, vùng 20 đến vùng 20.5 đấy là cái vùng mà Hùng là khuyến nghị các anh chị ở chúng ta quan sát mã cổ phiếu TNG ở trên Zoom. Họ nhà Viettel thì chúng ta cùng xem hai mã cổ phiếu CTR trước. Đối với CTR thì đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng quan tâm, và trong team thì cũng có một số anh chị chúng ta có tham gia đầu tư, thì ngày hôm nay là đã chạm về đâu đó được đến bao nhiêu chạm kênh luôn 33.2. Và hiện tại thì có một cây nến doji với một cái lượng hàng ra cũng khá là mạnh. Với một lượng hàng ra khá là mạnh như này thì đánh giá là khả năng cổ phiếu này sẽ từ vùng này sẽ chỉnh lại về vùng nền ở đây là khoảng vùng nền 29, 29.5 đến vùng 30, và từ vùng nền này thì lại loanh quanh để có những cái tạo lập để đi tiếp, thì khả năng là cổ phiếu này nó sẽ đi theo như này. Nó cũng các anh chị lưu ý. Nếu những anh chị nào mà đang nắm giữ cái mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần, và những anh chị nào mà đang muốn cover lại sau khi chốt xong thì chúng ta sẽ cover lại ở quanh vùng giá 29 đến khoảng vùng giá 30. VGI thì trong tuần vừa qua đang có những phiên đánh bập bùng, tức là hình thành một cái nền tích lũy ở đây.
Những cái phiên đánh bập bùng này thì hiện tại thì bây giờ Hùng cũng chưa thể tiên lượng được là cái ý đồ của nhà tạo lập ở đây như thế nào. Khi mà cái vùng nền 28, vùng nền 28 đánh cũng khá là dài và khả năng cao thì sẽ cần thời gian để cho những cái dòng tiền ở đây người ta sẽ hấp thụ hết toàn bộ. Và ở trong cái nhịp đánh trước này thì VGI đã có khoảng 6 tuần, 7 tuần. 7 tuần tích lũy. 7 tuần tích lũy để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo thì hiện tại nếu mà chúng ta tính tuần thì hiện tại là cũng đã có 2 4 5 tuần, 6 tuần rồi. Tức là đối với kịch bản của VGI thì sang tuần tới thì phải phát đi. Tức là một là anh sẽ đánh lên thì sẽ có những cái tín hiệu đánh lên để break ở đây là break cái vùng đây là vùng 29. Đó, sẽ phải có những cái tín hiệu đánh đánh vụt thoát lên ở vùng 29 để đi về một cái target cao hơn ở đây đấy là khoảng vùng giá 35. Khoảng vùng giá 35 của VG, còn nếu không thì nó sẽ gãy ở cái nền 26.5 này. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải quan sát các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của VGI để tiên lượng đường đi của cổ phiếu này. Thủy Điện chúng ta có mã cổ phiếu NT2 và PPC thì cũng sẽ đi mã cổ phiếu PPC trước bởi vì hiện tại thì PPC cũng đang có những cái nhịp đánh rất là hay. Cái cách đi của mã cổ phiếu này đó là tăng một mạch sau đó thì chỉnh chỉnh nghỉ ngơi một tí. Đó, ví dụ như đây là khả năng là ông này ông sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó khoảng vùng giá 30. Đó, ông nghỉ ngơi ở vùng giá 30 và sau đó thì ông sẽ tiếp tục ông ấy đi lên thì trong một cái target phân tích gần nhất của ông Lê thì có đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ đi đến vùng 32. Ở vùng 31.5 à, vùng 31.5 ở đây thì hiện tại là đã chạm về vùng 31.5 rồi. Và ông nghỉ ngơi ở đây một tí và sau đó thì khả năng kịch bản cao thì ông sẽ tiếp tục ông đánh về vùng giá đây hội tụ ở đây khoảng vùng giá 38 là target của PPC. NT2 thì hiện tại sao mà yếu vậy trời? NT2 thì cũng đã quan sát mã cổ phiếu này từ cái thời điểm này thế mà vẫn quanh đi quanh lại thì vẫn ở nằm trong vùng nền 26.5 đến vùng nền 27. Hiện tại thì chưa có động lực để tăng giá, khả năng thì cổ phiếu này vẫn đang lình chình đi ngang. Đối với cổ phiếu NT2 thì Hùng đang kỳ vọng khá là lớn vào mã cổ phiếu này. Không biết là sự kỳ vọng lớn thì nó có đặt đúng chỗ hay không, nhưng mà thôi thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn để chờ đợi mã cổ phiếu NT2. Thủy sản thì chúng ta cũng xem qua ba mã cổ phiếu VHC xem nào. VHC thì hôm nay lại có những cái nhịp đánh vượt vùng 89, nhịp đánh vượt vùng 89 thì khả năng là như vậy. Ở đây đang khá là ổn thì lại về vùng kháng cự 95. Về vùng kháng cự 95. Vẫn chưa gãy, mã cổ phiếu này vẫn chưa gãy, tức là vẫn đang một cái lịch trình đi ngang. Khuyến nghị đầu tư thì không đầu tư mã cổ phiếu này. ANV thì đâu đó loanh quanh cái vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 26. Một số anh chị trong team thì cũng đã có mua cổ phiếu ANV thì cũng đánh giá rằng trong cái nhịp hồi này thì ANV có thể hồi về vùng 30. Như thế là từ vùng 26 mà hồi về vùng 30, tức là nó chạy được khoảng tầm 3 đến 4.000. 3 đến 4.000 thì về đến vùng 30 thì cũng coi như là hết cái nhịp sóng hồi của mã cổ phiếu ANV. Minh Phú thì đây vùng hỗ trợ 32.5, chạm 32.5 thì hôm nay có phiên chạm 32.5 và lại có một phiên bật lên như này thì Minh Phú thì đối với Minh Phú thì những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này thì nó cũng khá là khó là tiên lượng thôi. Nó phụ thuộc vào những cái đội nhóm đội lái nhưng mà cái đích gần ở đây thì Hùng đánh giá chắc là khoảng vùng vùng 40 40 39 40 ở đây đối với Minh Phú. Hai mã cổ phiếu công nghiệp và thêm một mã xuất hiện trong tuần vừa qua ở trên Zoom, mã cổ phiếu D2D. Đối với D2D thì gần như là đã về đến cái target mà Hùng Lê phân tích, đấy là target ở vùng giá 80 hết rồi.
cái sóng cuối là Hùng chỉ phân tích đến vùng 80 thôi, mà hiện tại là đã đóng lên đến 81.5. Như vậy là sóng cuối nó lại không đánh về đấy mà nó lại đánh về, thế thì là sẽ đánh về vùng 85. 85 khá là khỏe, khá là mạnh, khá là khỏe, khá là mạnh. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng có một phiên đảo hàng, tuy nhiên là cái lực tăng của mã cổ phiếu này duy trì khá là tốt. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì đã về đến cách đích ở đây. Các anh chị nếu mà xem những cái bản tin của Hùng Lê phân tích thì cái đích đấy Hùng vẽ khá là dài rồi, khá là lâu rồi. Đích đến là một vùng 180, bây giờ là một vùng 177.5, tức là cách đích khoảng 2.500 nữa. 2.500 đối với NTC thì chỉ trong một nháy mắt thôi, có thể sang tuần thì NTC sẽ có những phiên đánh vượt thoát về đến vùng giá 180. Và như thế chúng ta cũng có thể thấy rằng là NTC đã có một cái nhịp sóng đánh quá là khỏe luôn. Khi mà cái nền hỗ trợ 130 này không bị phá vỡ ở trên, nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ nền tuần, nền 130, một cái nền hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu này đã không bị phá vỡ, và sau đó thì NTC đã có 2 tuần đánh rất là kinh hoàng và đưa cổ phiếu này về vùng 180. Và khi về đến vùng 180 này thì cũng là cái sóng cuối, tức là hết cái sóng mà Hùng phân tích, thì khả năng là sẽ có những cái phiên lình xình quanh đây. Và nếu mà cổ phiếu này đánh vượt về vùng 200 thì quá là khỏe, nhưng mà cứ đến vùng 160, 180 đã, chúng ta sẽ quan sát tiếp. LHG thì đối với mã cổ phiếu này Hùng cũng đang nhìn thấy ở một cái nền ở đây là khoảng nền 18.5 đến nền 19. Khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể quan tâm ở quanh nền 18.7 đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì Hùng cũng đang kỳ vọng rằng mã cổ phiếu LHG cũng sẽ có những cái sóng dài, sẽ có những cái sóng dài đi, và cái đích đến của trong cái nhịp đánh này, tức là nhịp đánh từ đâu đó khoảng vùng ở đây là khoảng vùng 17.5 và sẽ tiếp cận khoảng vùng 24 đến khoảng vùng giá 25 ở trong cái nhịp này. Đối với LHG khi đánh thì cũng đánh rất là nhanh, đối với mã cổ phiếu này thì cái tính chất của nó là như vậy. Các trụ và blue chip thì BVH, Vinhome, Vinamilk, MWG, FPT đã phân tích FRT. Ta xem thằng FRT, họ của thằng FPT xem như thế nào. Thì đối với mã cổ phiếu này thì đã có một nhịp về đến tận vùng 60, khoảng vùng giá 64, và sau đó thì đang có những nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 56. Và chỉnh sâu hơn đấy là về vùng hỗ trợ 55, tức là khoảng vùng 55 đến vùng 56 ở đây. Thì khả năng ông này ông sẽ lình xình ở quanh đây thôi, quanh đây để tích lũy lại đã. Mã cổ phiếu này thì nói chung là nó cũng phụ thuộc vào tạo lập là chính. Tức là tạo lập là những cái ông mà các ông nắm giữ và các ông thích cho nó lên thì nó lên, thích cho nó xuống thì nó xuống, đại loại như thế. Thì chúng ta phân tích được cái tâm lý của nhà tạo lập của cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đánh thắng, tức là chúng ta sẽ đi theo được họ. Còn nếu mà chúng ta không phân tích được cái tạo lập của cổ phiếu thì chúng ta sẽ rất là khó để thắng họ. Mã cổ phiếu STK, TDM, ok, STK, Hùng xem lại mã cổ phiếu STK. STK thì như hôm nay cũng có một phiên giảm. Sau khi mà chạm được đến về vùng 25, Hùng đang kỳ vọng ở nhịp đánh này STK nó sẽ đi về vùng xa hơn cơ, chứ không phải về vùng 25. Có thể cổ phiếu này lại phải chạm lại về vùng 23.5. Có thể cổ phiếu này lại chạm lại về vùng 23.5 ở đây và tích lũy trở lại và đánh lại thì mới ok được. Hiện tại là tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng đang thấy rằng là cái xu thế tăng giá tạm thời bị đẩy lùi, và đường MACD thì đang cho những cái tín hiệu xấu, của cái việc chuyển pha. TDM cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh. Hiện tại là TDM đang bị gãy nền 31, chính vì vậy nên là khi bị gãy nền 31 thì như vậy nó sẽ là rất là xấu, và khả năng thì đang có những cái phiên test tích cực, đấy là vùng 30 đến vùng 30.5 ở đây. Hùng sẽ vẽ một cái vùng nền đây. 30
30 đến 30.5. Ok, sẽ có một vùng nền 30 đến 30.5 ở đây, thì đây là một cái vùng vùng tích lũy ở đây, thì Hùng đánh giá là nếu mà cổ phiếu này còn những cái yếu tố tạo lập để đánh lên tiếp thì cái vùng này nó không được gãy. Còn nếu nó gãy cái vùng này thì coi như cổ phiếu này bị hỏng chen sóng kỹ thuật, anh chị lưu ý. Mã cổ phiếu VRG, VRG là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã có chat ở trên Zoom, có chat ở trên Zoom. Khi có đánh giá rằng cái cách đi của mã cổ phiếu này thì các anh chị cũng thể có nhìn thấy ở trong giai đoạn hiện tại, mã cổ phiếu này đang đi rất là đẹp, và khả năng là cổ phiếu này sẽ có những phiên test chỉnh về quanh vùng 14.5. thì các anh chị lưu ý, nếu những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này thì cũng có thể quan tâm lại mã cổ phiếu này ở vùng 14.5, và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh sóng tiếp theo sẽ đâu đó nhịp thứ nhất là đánh từ vùng 10 vùng 9 về vùng 14, tức là tăng được khoảng tầm 5.000, thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng nhịp này sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng 20 từ vùng nền này, khoảng vùng đấy, ở trong một cái sóng lên của cổ phiếu này khoảng vùng 19 đến vùng 20 ở đây. Ok, đối với mã cổ phiếu VGR. Thêm một cái mã các cái hàng đầu cơ thì trong những cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến mã cổ phiếu ARG, thì hôm nay là ARG có những cái tín hiệu VR. Sao Hùng đánh cái mã này nó lại không ra ta? AGR. AGR. Đây AG bị ngọc. Bị ngọc nên là đánh nó không ra. Thì trong những cái bản tin tuần trước thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở vùng 3.93. Tuy nhiên là cổ phiếu này lại không test về vùng 3.93, mà cổ phiếu này test về sâu nhất ở đấy là 3.99 à. Tức là test về sâu nhất ở vùng giá 4. Trong tuần thì có những phiên test sâu nhất về vùng giá 4, và phiên kết tuần thì đã có một cái lực đánh vượt vùng 4.2. Đánh vượt vùng 4.2 với dòng tiền khá là mạnh, khá là tốt. Và dòng tiền khi mà dòng tiền đánh mạnh về đến T cộng thì dòng tiền tiếp theo lại luân chuyển là đánh lên. Như vậy thì cái xu thế tăng giá của cổ phiếu này sẽ được xác lập. Và đây là một cái mã cổ phiếu mà tính đầu cơ của nó rất là cao. Các anh chị cũng có thể nhìn thấy là ở trước này nó có những cái nhịp đánh gọi là từ vùng đâu đó khoảng vùng giá, cứ cho khoảng vùng giá 3 mà đánh về tận vùng giá 7, tức là cũng tăng hơn 100%. Thì đây là một cái mã cổ phiếu đầu cơ. Hùng lên nhắc lại là đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì các anh chị lưu ý là chúng ta đầu tư một cách hết sức là thận trọng. Tuy nhiên là đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì cái nhịp tăng của nó cũng rất là nhanh, thì có thể kỳ vọng là cổ phiếu này test lại ở vùng đâu đó ở vùng 4.2, ở đâu đó khoảng vùng giá 4.2 thì nó sẽ khá là hợp lý, hoặc là thấp hơn một tí thì nếu test sâu hơn thì có thể là về vùng 4.15 đến khoảng vùng 4.2 ở đây, thì chúng ta có thể quan sát và chúng ta có thể mở những cái điểm mua đối với mã cổ phiếu này. Hùng cũng rất thích những cái mã cổ phiếu đầu cơ mang những cái tính đầu cơ nó rất là cao, đôi lúc nó cũng giúp cho chúng ta có được những cái trạng thái thần kinh khá là hay. Đối với mã cổ phiếu HAG thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến khả năng cổ phiếu này sẽ chạm vùng 5.6, và từ vùng 5.6 này thì phải chỉnh nhá. Tuy nhiên là trong tuần thì ông đã không chỉnh, ông ấy chạy gần lên đến 5.7, và đến phiên kết tuần thì ông ấy đóng cửa vùng 5.6, thì cũng vẫn đang kỳ vọng là khả năng cổ phiếu này sẽ chỉnh
sẽ chỉnh lại, chỉnh sâu thì nó hơi khó, nhưng mà chỉnh về đâu đó khoảng tầm 5.4. Đây 5.4 như này. Hoặc là thậm chí thấp hơn 5.4 một tí là bao nhiêu ta? 5.35. Đó, về khoảng chỉnh khoảng về khoảng 5.35 thì tích lũy lại đây, và khả năng là trong cái nhịp này thì cổ phiếu này nó sẽ đánh đánh dài dài hơn một tí, dài hơn một tí. Chúng ta có thể quan sát, những anh chị mà yêu thích cổ phiếu đầu cơ có thể quan tâm đến mã cổ phiếu HAG. C47 thì chưa có gì đột biến. AGR. Fit thì cũng đánh không thực sự, chưa thực sự là đẹp, bởi vì là những nhịp đánh lên như thế này xong rồi đánh rũ luôn thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian. Sang xem BCC. BCC cũng chưa có những tín hiệu đẹp. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu FLC. Thì trong cái bản tin đây, các anh chị cũng có thể, tại vì một số các anh chị có hỏi Hùng là FLC. FLC thì đây, Hùng cũng đã có đề cập FLC là một cái hàng đầu cơ đưa vào danh mục theo dõi, và khả năng thì sẽ đánh rũ, có những phiên đánh rũ về vùng 4.3 đến 4.35. Và cái cổ phiếu này thì chưa thể tăng ngay được đâu, thì đấy là cái tiên lượng của Lê. Và ngày hôm nay thì đã rũ luôn về 4.32, và thậm chí là có thể quay về tận cái vùng nền của nó đi ở đây, nhưng mà rũ về vùng 4.32 là đẹp rồi, về nửa thân nến này thôi, 4.3 là đẹp rồi đó. Thì cũng có thể quan sát những cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tiếp theo để xem những cái động thái ở quanh vùng 4.3. Chúng ta canh mua ở vùng thấp chứ tội gì chúng ta phải đu theo những cái phiên nó cao như thế này. Đó, các anh chị, cái cách mà chúng ta quan sát cổ phiếu chúng ta cũng phải hết sức là tinh tế ở những cái điểm đó để chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận. Một số các cổ phiếu khác, PTB là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị liên tục được cùng Lê phân tích ở những cái vùng nền rất thấp ở dưới này rồi, và đến hiện tại thì là chúng ta chỉ canh chốt thì cái điểm target tiếp theo, cái điểm target mà từ nhịp vùng 62 mà đánh về đây thì Hùng đang dự kiến nó cổ phiếu này sẽ đánh khoảng về vùng 63, 64, khoảng về vùng 64 ở đây. À xin lỗi cả nhà, vùng 74, đánh về vùng 74 ở đây. Đó, target Hùng đã đặt ra đây là khoảng vùng 74. Khoảng vùng 74 thì những anh chị mà đang cầm nắm mã cổ phiếu PTB thì chúng ta cũng có thể canh ở vùng 74 để chúng ta chốt. Những phiên đánh hình trình ở quanh vùng giá 70 đến vùng giá 71 thì chúng đang đánh giá khá là tích cực, khá là ok. Sẽ có những phiên mà break dòng tiền mạnh với những cây nến xanh mạnh lên như này thì đang kỳ vọng là như vậy. Để chạm về target, phân tích mã cổ phiếu PTB là một mã cổ phiếu rất là tốt, được cùng Lê phân tích liên tục trong thời gian vừa qua. HT1 à, HT1. HT1 chưa có gì đột biến, vẫn ở trong vùng nền. SKG chưa có gì đột biến. CVT. Đối với CVT thì trong bản tin tuần trước Hùng có đề cập đến việc là khả năng cổ phiếu sẽ có những phiên test chỉnh lại quanh vùng 19, thì trong tuần đã có phiên thứ thứ ba, phiên thứ hai là phiên đầu tuần luôn, thì cổ phiếu CVT đã test chỉnh lại về vùng 19, và sau đó thì đã có một nhịp đánh khá là mạnh, tiệm cận lên đến gần vùng giá 21. Thì kịch bản hiện tại thì chúng ta mở mua mã cổ phiếu này thì nó hơi muộn rồi. Chúng ta mua là chúng ta phải mua ở cái vùng 19 đến vùng 20. Và cái điểm đánh mà gần 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 nhất thì hiện tại là CVT đang có hai phiên test khá là đẹp, thì khả năng là đầu tiên sẽ chờ về đâu đó khoảng vùng 21.5 21.5, tức là tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ ở đây, và sau đó thì sẽ có những phiên test chỉnh lại, và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu này một cách cụ thể hơn. CVT thì chúng ta cũng chưa thể xem sóng dài được, hiện tại đây vẫn đang là một sóng hồi.
TCH. Đối với mã TCH thì Hùng có đề cập đến đây, nền 21 đến 21.5 là một cái nền tích lũy, và cổ phiếu này thì nó cũng phụ thuộc khá là nhiều các cái yếu tố của nhà tạo lập. Và trong giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng đang đánh giá là khả năng tạo lập sẽ đánh lên cổ phiếu này. Tuy nhiên trước khi đánh lên thì thường thường là TCH sẽ có những cái nhịp đánh khá là phũ. Đấy là sẽ đánh rũ hết rồi sau đó mới 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 đánh lên. Thì cái vùng 21 đến vùng 21.5 này là cái vùng mà Hùng Lê đang quan sát mã cổ phiếu này. GVR và BMI là hai mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã có chat ở trên room. VGR. Đấy, mấy cái chữ này toàn bị ngọng. Đang đi theo trend sóng cũng khá là đẹp, và cái vùng giá khuyến nghị quan tâm ở vùng giá 12.5. Tuy nhiên những cái điểm mua của cổ phiếu này thì hiện tại chưa thực sự là xuất sắc lắm. Nếu mà xuất sắc thì cổ phiếu này cần phải chỉnh 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 đâu đó về đâu đó khoảng tầm vùng nền 11 ở dưới này. Đó, khi chạm kênh và sau đó thì chúng ta quan sát ở những cái vùng nền dưới này thì đây mới là những cái điểm mua tối ưu nhất. Những cái điểm mua xuất sắc nhất của mã cổ phiếu này. Còn vùng lưng chừng ở vùng 12.5 thì cũng là tạm được thôi, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý giúp vùng ở chỗ đó. Thêm một mã cổ phiếu BMI. BMI là cũng liên quan đến bảo hiểm thì cũng đang khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm lại ở quanh vùng 24 đến vùng 24.5. Đây là một cái vùng nền mà khả năng là cổ phiếu này sẽ tích lũy tại đây và sẽ có những phiên vừa thoát để đi lên, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở cái nền này. Đối với mã cổ phiếu BMI thì lúc mà lực đánh của BMI mà đã đánh thì cũng đánh khá là vững và khá là kinh khủng luôn. Các anh chị có thể nhìn thấy từ đây, từ vùng 20 đúng không ạ, vùng 20 mà đánh lên đến tận gần vùng 30 là cũng gần 30%. Đó thì sau đó thì BMI đã có những nhịp chỉnh và đang có những cái phiên hút hút lại dòng tiền, có những phiên đánh rũ ra, và sau đó thì Hùng đang có thể kỳ vọng ở trong cái nhịp này là một cái nhịp đánh thật. Nhịp đánh rũ trước thì đã đánh rồi, và nhịp đánh thật này thì đâu đó trước mắt là sẽ tiệm cận đâu đó về khoảng tầm vùng 28, target gần của BMI. Ở một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn thì thôi bây giờ Hùng không phân tích nữa, tại vì bản tin của chúng ta cũng đã khá là dài rồi. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một vài góc nhìn ở một số cái mã cổ phiếu, và Hùng Lê cũng rất là cảm ơn các anh chị đã cùng đồng hành với Hùng Lê và team của Hùng Lê ở trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Hùng Lê cũng mong muốn rằng các anh chị khi chúng ta xem những cái bản tin video của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể share ở trên trang cá nhân và giới thiệu cho bạn bè, người thân, những anh chị mà chúng ta đang đầu tư, để các anh chị có thể tiếp cận được những cái góc nhìn tốt nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Và cũng mong muốn các anh chị sau khi mà có những cái quan điểm, có những góc nhìn mà song trùng với lại góc nhìn của Hùng Lê thì cũng mời các anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta cùng tham gia đầu tư và cùng tham gia đội nhóm để chúng ta cùng đồng hành trên một chặng đường dài hơn. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và hẹn gặp lại quý anh chị trong những bản điểm tin tiếp theo.